Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc sách của Lê Hoàng Hải. Hôm nay Hải xin phép quý vị được trả lời những cái câu hỏi mà do đích thân quý vị đã gửi đến cho Hải. Thì xin lỗi về Hải rất là xin lỗi về cái việc Hải chậm trễ trong cái việc Hải trả lời những câu hỏi này, bởi vì Hải cần hội tụ đủ tất cả những câu hỏi để khi Hải trả lời nó đủ cái thời lượng cho một cái video. Cho nên là Hải muốn tích lại những cái câu hỏi để sau này rồi trả lời quý vị một thể. Và cũng khi nào mà Hải đọc xong một đầu sách thì Hải mới có thể làm video để trả lời quý vị. Chứ Hải không thể nào mà mình đang đọc dở một cái đầu sách mà mình lại có thể ngắt quãng nó ra để trả lời quý vị ở bằng một cái video thì nó không có hợp lý. Cho nên là hôm nay Hải xin phép quý vị được trả lời dù nó có muộn. Và Hải cũng cảm ơn quý vị. Hải tin là Hải biết chắc chắn một điều rằng là quý vị phải yêu thương Hải lắm và cũng tin tưởng Hải lắm thì quý vị mới gửi những câu hỏi để cho Hải nêu bày tỏ, có cái cơ hội để bày tỏ cái quan điểm của mình và cái ý kiến của mình về cái phương diện đó. Thì tất cả những cái câu hỏi của quý vị thì như Hải đã nói đấy, quý vị có thể comment ở trong cái dưới những cái video, hoặc là quý vị có thể gửi tin nhắn riêng vào trong Facebook của Hải. Mỗi một cái video Hải đều có để cái đường link Facebook của Hải ở đó, để cho quý vị có những người mà không muốn để lộ cái danh tính của mình, có những cái câu hỏi nó tế nhị quá, nó không muốn để lộ danh tính, thì quý vị có thể inbox riêng cho Hải cũng được, không có sao hết. Hải sẵn sàng, sẵn lòng để trả lời quý vị. Thì và hơn nữa là tất cả những câu hỏi quý vị thì Hải đều chụp lại màn hình và Hải để lại trong máy. Chứ và Hải cũng trả lời một cách rất là ngẫu nhiên, một cách tự nhiên. Hải không có chuẩn bị trước, Hải không có soạn thảo sẵn cái văn bản trước để trả lời quý vị. Là Hải sẽ nói chuyện trực tiếp như vậy, giống như là chúng ta đang nói chuyện với nhau vậy thôi. Và tất cả những ý kiến của Hải thì quý vị cũng chỉ để tham khảo, và quý vị phải dùng chính cái trí tuệ của mình để phán xét nó, chứ không phải là bất kỳ ai khi nói cũng quý vị cũng tin ngay. Chúng ta cứ lấy cái chủ trương của Đức Phật đã từng nói, các con đến đây để nghe chứ không phải đến đây để tin. Nghe xong bắt đầu mới dùng chính cái trí tuệ của mình phân tích làm sáng tỏ xem nó có đúng với chân lý hay không, rồi mới đem nó ra thực hành. Chứ chúng ta không phải ngoại đạo, chúng ta không phải là những cái người theo cái trường phái lành thay không thấy, phúc thay không thấy mà tin thì không đúng. Phật giáo của chúng ta, Đức Phật đã nói rằng là chúng ta đến để nghe chứ không phải đến để tin. Thì Đức Phật đã khẳng định rằng muốn theo giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ phân tích và trí tuệ phán xét. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Cho nên là đừng vội tin ngay bất kỳ cái gì, kể cả những lời nói của Hải. Tất cả mọi thứ chỉ là xem xét thôi. Thì thôi không dài dòng nữa. Thì Hải xin đọc ra đây. Bao giờ Hải cũng ưu tiên trả lời những cái câu hỏi dài trước. Và cái câu hỏi lần này là của dài nhất trong số tất cả các câu hỏi. Đó là của em Lê Hoàng Anh. Em Lê Hoàng Anh, em viết cho Hải dài lắm, dài như là báo Nhân Dân vậy quý vị. Và bây giờ Hải xin đọc cái câu hỏi của em ý. Anh Hải ơi, em có nghe một thượng tọa Việt Nam, em xin giấu tên, ông ấy nói thế này: Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng Phật giáo Tây Tạng cũng chỉ có tứ diệu đế, bát chánh đạo, vô thường vô ngã, sáu ba la mật, tứ vô lượng tâm, phát bồ đề tâm. Và Đức Ngài cảnh báo là đừng Tây Tạng hóa Phật giáo Việt Nam, và các Phật tử đừng góp phần vào việc đó. Vậy anh Hải có ý kiến gì về phát ngôn này? Thì trước tiên ấy, em Lê Đức Anh, em nên nói cho anh biết là cái thượng tọa đó tên là gì, để anh còn biết cách xưng hô, mặc dù anh không quan tâm xem ông ta là ai. Nhưng mà ít ra thì cũng phải cho anh và cho khán thính giả biết được là vị thượng tọa đó là ai. Thì bây giờ chúng ta cứ tạm gọi là thượng tọa X đi nhá. Thì thượng tọa X này nói như thế, thật là ông ấy đã dùng cái con mắt của ông ấy để nhìn vào một cái nền Phật giáo cổ xưa lâu đời và chính thống nhất. Và ông ấy như là Hải cảm giác như là lấy bụng ta so bụng người vậy. Như quý vị biết đó,
Quý vị đã theo dõi những video của Hải, quý vị đã thấy Phật giáo Tây Tạng không chỉ có thế, Phật giáo Tạng truyền còn có một điểm đặc biệt khác với những truyền thống Phật giáo khác, đấy chính là phần mật giáo. Cái phần mật giáo đấy nó chia nhẹ ra làm 4 bộ: hành bộ, sự bộ, du già và vô thượng du già bộ. Và nó còn được chia ra làm 9 thừa và các bước tu tập rất khắt khe, các bước du già và các giọt tinh chất, các giọt bindu và 6 pháp Naropa. Nó nhiều lắm chứ nó không phải chỉ có như vậy thôi đâu. Cho nên là cái thượng tọa ích này nói như thế này là vô căn cứ. Tuy nhiên là về phần hiển giáo, về phần hiển giáo là gồm có tiểu thừa, đại thừa đó, thì tất cả mọi hệ thống kinh điển đó thì chúng ta dùng chung với nhau. Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc hay Tây Tạng, hay là Ấn Độ hay Sri Lanka, hệ thống kinh điển đại thừa với tiểu thừa như nhau, nó không có khác cái gì hết. Kinh là kinh chung mà. Nhưng mà chỉ khác mỗi là Tây Tạng có hệ thống mật thừa và hệ thống tư tưởng của Đại học Nalanda gồm các bộ luận, gồm có 300 bộ kinh và 200 bộ luận của Nalanda. Trước khi mà Nalanda và tu viện siêu giới bị những đạo quân Hồi giáo phá hủy, thì tất cả những kinh điển đó, những bộ luận quý giá đó đã kịp thời được mang đến Tây Tạng và đã hình thành trước đó rất là lâu và được dịch sang tiếng Tạng không sai một chữ. Nó khác ở cái chỗ là như nhiều video Hải đã nói đó, Tây Tạng là đã dung chứa trọn vẹn tinh hoa của Phật giáo Ấn Độ cổ đại và nó không bị sửa, nó không bị thay đổi theo cái quản lý chính trị của một số nước phong kiến ngày xưa, ví dụ như Trung Quốc, ví dụ như Việt Nam vậy. Nên nó khác ở cái chỗ là Phật giáo Tây Tạng là Phật giáo chính thống, nó đầy đủ, nó trọn vẹn, nó không bị sửa. Chứ còn tất nhiên là Phật giáo nào cũng phải có tứ diệu đế, Phật giáo nào cũng phải có bát chánh đạo, có vô thường, vô ngã, có tứ vô lượng tâm, 6 ba la mật, phát độ bồ đề tâm, thì đấy là những cái thuộc truyền thống đại thừa. Thì đại thừa nào thì cũng phải có. Chứ nó không phải chỉ có, nhầm rồi. Nó không chỉ có, ví dụ như gần đây là những cái Hải đọc về những cái giáo lý về thân trung ấm, bạc đo, thì cái đấy chỉ có Tây Tạng mới có. Và những cái bộ luận của Nalanda, cái bộ luận của những cái vị tổ thuộc Nalanda, 17 vị hiền trí Nalanda như ngày vô trước, ngày thế thân, có A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và Du Già Sư Địa Luận, đó là đều thuộc Nalanda hết đâu quý vị, không phải ở đâu đâu. Mà những cái bộ luận đó ở Việt Nam cũng có nhá. Bởi vì ngày xưa những cái vị tổ của Việt Nam, của Trung Quốc đều du học từ Nalanda mà về. Tất cả đều từ Nalanda mà về. Cho nên là cái vị thượng tọa này ấy, cái vị thượng tọa X này là cái người thậm chí còn không hiểu rõ lịch sử của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc. Ông ta dùng cái trí tuệ hạn hẹp của mình ra để mà so sánh tất cả mọi thứ. Và tiếp theo này này. Và Đức Ngài cảnh báo là đừng Tây Tạng hóa Phật giáo Việt Nam, và các Phật tử đừng góp phần việc đó. Thế thì bây giờ em phải cho anh biết là cái vị thượng tọa đó là ai. Anh sẽ hỏi cái vị thượng tọa đó là cái bằng chứng nào, cái bằng chứng nào Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói thế. Đừng xuyên tạc lời Đức Ngài. Đức Ngài nói cái gì, Đức Ngài làm gì, chúng ta phải có bằng chứng, phải có video ghi lại, phải có văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma công báo, thông báo cái lời nói của Đức Ngài, chứ không phải là tự dưng chúng ta gán ghép như thế. Đức Ngài chưa từng nói thế. Và quý vị phải hiểu một cái điều này này, quý vị phải hiểu một cái điều rằng là trên đời này không có cái gì gọi là Phật giáo Tây Tạng, và cũng không có cái gì gọi là Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Tây Tạng chúng ta tạm gọi một cách như thế là bởi vì cái nền Phật giáo chính thống nó được lưu giữ tại Tây Tạng, và cái nền Phật giáo Việt Nam thì nó không chính thống. Cái nền Phật giáo Việt Nam nó bị sa sút, nó bị biến thái hóa, nó bị biến chất, nó bị đủ các kiểu hết đấy. Thì chúng ta mới miễn cưỡng chúng ta gọi là Phật giáo Tây Tạng với Phật giáo Việt Nam, chứ thực ra Phật giáo là Phật giáo. Phật giáo nó chỉ có một hai cái kiểu, một là Phật giáo chính thống, hai là Phật giáo không chính thống, thế thôi. Mà Tây Tạng lại là nơi đang gìn giữ Phật giáo chính thống. Nếu như một quốc gia nào đó, quốc gia XYZ nào đó mà đang gìn giữ cái Phật giáo chính thống, thì ngày hôm nay chúng ta, Hải cũng sẽ đến đấy để học. Nếu như Tây Tạng không gìn giữ được Phật giáo chính thống thì Hải cũng quên ngay Tây Tạng. Tây Tạng ở đây không có ý nghĩa, Việt Nam cũng không có ý nghĩa, Phật giáo mới có ý nghĩa, giáo pháp của Phật mới có ý nghĩa. Cho nên là tại sao lại Phật Tây Tạng hóa, đầu óc nó rất là hạn hẹp và ngốc nghếch.
cái đầu óc quá là hạn hẹp và ngốc nghếch, chẳng có Phật giáo Tây Tạng, chẳng có Phật giáo Việt Nam, chỉ có một Phật giáo thôi. Cái nơi nào gìn giữ được Phật giáo thì nơi đấy có giá trị vậy thôi, chứ tại sao lại dùng như cái thể là đang phân biệt vùng miền, đang phân biệt cái quốc độ vậy, nghe rất là vô lý. Và Đức Ngài chưa từng nói rằng là Phật tử Việt Nam nên dừng việc Tây Tạng hóa Phật giáo Việt Nam, Ngài không bao giờ nói thế. Các ngài không có biết Phật giáo Việt Nam là cái khỉ gì hết đấy. Quý vị lên ngay cái trang của Đức Dalai Lama bằng tiếng Việt, quý vị nghe tất cả những bài giảng của Đức Dalai Lama. Các ngài khác Phật giáo Việt Nam, các ngài khác tất cả các vị Lama thuộc bốn dòng truyền thừa. Khi các ngài bước lên bục giảng, các ngài chỉ nói về giáo pháp của Phật, các ngài không nói lên quan điểm của mình đâu, về cái này về cái kia đâu. Lên ngay trang Đức Dalai Lama Official, quý vị sẽ thấy nhá, ngài giảng về Bồ Đề Tâm, ngài giảng về Trung Quán, ngài giảng về Bát Nhã, ngài giảng về Duy Thức. Vị nào cũng thế, có những vị giảng về mật điển, giảng về các nghi quỹ. Các ngài không giảng theo những cái chủ đề như kiểu là mấy ông sư Việt Nam. Các ngài không giảng là làm thế nào để hạnh phúc gia đình, làm thế nào để có hiếu, làm thế nào để làm một người Phật tử lý tưởng. Những cái đó không bao giờ các ngài giảng những cái gì ngoài giáo pháp. Bởi vì giáo pháp rất mênh mông quý vị. Quý vị một vị Lạt Ma để học chuẩn theo cái quy tắc cái hệ thống chính thống của Nalanda phải mất 25 năm. Cho nên dùng cả đời mình dùng để thuyết giảng giáo pháp cũng chưa hết. Cái điển hình ngay ở trên kênh của Hải thôi, Hải đã đọc những cái trước tác của các vị Lama. Có bao giờ các ngài nói chuyện đời không quý vị? Mà những cái trước tác đó chỉ là sơ lược và khái lược. Xin lỗi quý vị có bật đi bật lại, tôi đi tua lại cái video mà Hải đọc sách 10 lần chưa chắc đã hiểu. Thế thì các ngài còn thời gian đâu ra để ngài nói về những chuyện thế tục? Chúng ta là những người đã đi tu rồi, đi theo cái giáo pháp của Đức Phật là đã rời bỏ thế tục rồi. Thế thì chúng ta nói về những chuyện thế tục làm gì? Chúng ta gạt hết đi chứ. Chúng ta chỉ hướng tâm đến cái giáo lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Đào sâu vào đó để tu hành thôi. Như ba cái bước để chúng ta tu học. Đó là văn tư tu, cơ đạo quả và giới định tuệ. Chúng ta chỉ có chuyên tâm vào cái đó thôi. Kể cả Phật tử tại gia hay xuất gia, đã là Phật tử thì chúng ta là con của Đức Phật rồi. Trong hệ thống kinh điển Đại Thừa, Phật tử là con của Phật, là Pháp Vương tử, là ngang hàng với Bồ Tát Văn Thù rồi. Chúng ta liên tục phải đào tạo trí tuệ chứ. Duy tuệ thị nghiệp mà. Ở đâu cũng treo cái biển duy tuệ thị nghiệp mà. Tức là cái sự nghiệp của những người đệ tử Phật là trí tuệ. Thế thì chỉ đào sâu nghiên cứu kinh điển thôi, nghiên cứu các bộ luận thôi. Làm sao mà chúng ta đi quan tâm đến những cái việc đó? Cho nên là các ngài không bao giờ, các ngài lại đi nói những chuyện tào lao. Các ngài không bao giờ nhắc đến Việt Nam đâu. Việt Nam là một thứ mờ nhạt. Cái nền Phật giáo Việt Nam là mờ nhạt. Cái ngài thích nhất hạnh, nổi tiếng nhất, đúng không? Nổi tiếng trên thế giới. Những cái giáo pháp của ngài là phù hợp với người phương Tây, nhưng không có nghĩa là nó đào sâu vào kinh điển. Nó khác. Các ngài chẳng bao giờ nhắc đến. Các ngài chỉ biết sơ qua rằng Phật giáo Việt Nam là một nền Phật giáo lâu đời, cổ xưa. Có nhiều vị thánh tăng đã xuất hiện. Và các thế hệ tăng ni Phật tử Việt Nam đã phải khó khăn như thế nào để gìn giữ giáo pháp một cách thuần tịnh. Và Phật giáo được truyền vào Việt Nam trước Tây Tạng. Thế thôi, người ta chỉ biết những cái điều sơ lược khái lược vậy thôi. Các ngài không bao giờ, không bao giờ Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài lại nói là đừng Tây Tạng hóa Phật giáo Việt Nam cả. Và các Phật tử đừng đóng góp vào điều đó, là điều quy chụp mũ cho ngài một cách trắng trợn. Chưa một cái bài giảng pháp nào mà Hải, của Đức Ngài mà Hải không nghe. Hải, người ta chưa từng, Ngài chưa từng nói thế. Ngài chỉ nhắc đến Việt Nam với đầy sự tự hào và tôn trọng rằng nền Phật giáo Việt Nam là Phật giáo lâu đời và những người Phật tử Việt Nam là những người thuận thành nhất, tu hành với đầy đủ nỗ lực và tín tâm. Thế thôi, chứ Ngài không nói, không phát ngôn những cái lời như thế này. Hải không biết Thượng Tọa X này là ai, nhưng mà chắc chắn ông ta là một kẻ tà vậy. Xin tiếp tục cái câu hỏi của em Lê Đức Anh. Từ khi Tây Tạng bị rơi vào tay Trung Cộng thì Đức Ngài Đạt Lai Lạt Ma chỉ dạy và xuất bản khoảng 200 ấn bản về tiếng Anh. Đức Ngài không đề cao mật tông,
không đề cao chỉ chú, không đề cao phép màu, mà chỉ giảng các pháp thông thường. Vị thượng tọa kia đã nói như thế, thì anh Hải lại nghĩ sao về việc này? Tức là lại cái câu hỏi tiếp theo của em Lê Đức Anh này là lại xoay quanh cái vị thượng tọa X. Cái vấn đề nó như thế này này quý vị. Ông ấy đã dùng những cái chi tiết thật để cố tình hạ thấp mật thừa, cố tình lăng mạ người khác. Đúng, Đức Đạt Lai Lạt Ma từ khi ngày bước chân ra thế giới, rời khỏi Tây Tạng, khi mà Tây Tạng bị đóng khung, trở thành một miền đất bất khả xâm phạm, kể cả giáo pháp, văn hóa, là một vùng đất huyền bí. Nhưng từ khi bị Trung Cộng xâm lược, các ngài đã phải buộc khỏi rời khỏi Tây Tạng. Và vì lý do đó, cho nên các ngài đã hoằng pháp khắp nơi. Nó đã vén được cái màn bí mật của Tây Tạng ra. Và tất cả chúng ta ngày hôm nay được học giáo pháp vì các ngài đã rời khỏi Tây Tạng để hoằng truyền giáo pháp trên toàn thế giới, đúng với câu tiên tri của Đại sư Liên Hoa Sinh: khi nào chim sắp bay, khi nào ngựa chạy trên bốn bánh xe, thì dân tộc Tây Tạng sẽ lang thang khắp cùng thế giới, và giáo pháp sẽ được truyền bá đến xứ sở của những người có da màu đồng đỏ, tức là truyền được đến châu Mỹ. Nó đúng với lời tiên tri của Đức Liên Hoa Sinh. Nhưng mà quý vị phải hiểu một điều rằng khi Đức Ngài, Ngài là Đại Trí Tuệ, cho nên khi mà Ngài giảng đi sang phương Tây, đi sang Hoa Kỳ, châu Âu và Hoa Kỳ, thì đương nhiên Ngài không thể đề cao về mật thừa được rồi. Những người Phật tử phương Tây là những người sơ cơ, thậm chí họ còn không được tiếp xúc với cái nền Phật giáo lâu đời như Việt Nam. Thế thì đương nhiên là Ngài phải giảng những cái gì thuộc về hiển giáo trước rồi. Ngài phải giảng tứ diệu đế trước rồi, như quý vị học vậy. Đúng không ạ? Cái trình tự tu tập theo Kim Cương Thừa Hải đã nói đi nói lại, đến nghe đến phát chán cả cái lỗ tai. Tức là chúng ta phải học tiểu thừa trước đại thừa rồi mới đến ngôn rô, mới đến Kim Cương Thừa, đúng không? Thế thì khi mà Ngài đi ra ngoài, Đức Ngài giảng về giáo pháp trên toàn thế giới, thì đương nhiên Ngài phải giảng về hiển giáo. Tất nhiên là làm sao mà Ngài có thể đụng đến mật thừa được. Bây giờ quý vị giảng mật thừa ai nghe? Mà đâu có ai là giảng mật thừa quý vị. Đã gọi là mật thừa thì không có giảng. Miễn cưỡng thì thỉnh thoảng Hải nói ra một vài thứ thôi. Chứ còn kể cả trong những cuốn sách ở trước, các ngài nói về quán đỉnh, các ngài nói về các bước quán đỉnh. Chứ quán đỉnh như thế nào thì chỉ có những người quán đỉnh mới biết. Đúng không? Mà mật thừa quý vị nhé, ở Tây Tạng nhé, quý vị biết không? Ở Tây Tạng đó, những cái vị Rinpoche mà muốn học về mật thừa thì người đấy phải đạt xong cái cấp độ tiến sĩ Phật học thuộc về hiển thừa, tức là thuộc về hai thừa còn lại, tiểu thừa và đại thừa. Và sau đó bắt đầu mới bước vào cái mật viện để học tiếp lên mật thừa nhá, tức là phải học rất là giỏi rồi. Học bước lên mật thừa, và ở Tây Tạng nó chỉ có hai cái mật viện thôi, đó là mật viện Yumei và mật viện Yuto. Tất cả đều dưới sự quản lý của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và Đức Kamapa đời thứ 17 cũng phải học từ hai cái mật viện đấy mà ra. Tức là đến các vị Lama, các vị Tuku, các vị Rinpoche, các vị Tái Sinh, các ngài vẫn phải học theo thứ tự. Và muốn học mật pháp thì phải vào mật điển học. Thì đương nhiên Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài đi ra thế giới, các ngài giảng đạo ở dưới thành phần tín chúng biết bao nhiêu là căn cơ và chủ yếu đều là sơ cơ hết. Thì đương nhiên là ngài phải giảng về hiển giáo rồi. Thế ngài không thể nào mà đề cập vào mật tông được, ngài không thể. Cho nên là cái lý luận của cái ông thượng tọa X này là bậy bạ. Mà đến chính quý vị nhé, chính quý vị biết nhé, ở đây có những người đã tu mật thừa lâu năm, quý vị đã đến nhận những cái quán đỉnh của các vị Lama theo đúng nguyên tắc. Nó có ba bước gọi là Wang, Lung và Tri. Wang là quán đỉnh, Lung là truyền khẩu thần chú và nghi quỹ, Tri là dạy cặn kẽ nghi quỹ, các bước quán tưởng, các bước hành trì ra sao. Nhưng mà khi mà các Lama sang đây đó, các ngài chỉ có quán đỉnh thôi, các ngài có ban nghi quỹ đâu, có dạy nghi quỹ, dạy hành trì đâu, ít lắm, có cũng có nhưng ít lắm. Thế thì chứng tỏ là quý vị vẫn, những người nào chưa hành trì nghi quỹ thì những người đây vẫn hoàn toàn chưa phải là một hành giả Kim Cương Thừa, vẫn chưa phải là một người thực hành mật tông. Đến chính những cái người Phật tử Việt Nam với cái một nền Phật giáo cổ xưa sẵn có và lâu đời đã quen với hình ảnh của Tam Bảo, quen với hệ thống kinh điển của Tiểu Thừa và Đại Thừa, và đôi khi có cả những quyển kinh của Mật Thừa, cái việc trì chú Đại Bi là của Mật Thừa. Và người Việt Nam nó rất là quen với cái việc đó, mà còn để tiếp cận với Mật Thừa nó còn khó. Huống hồ những người phương Tây thuộc một cái nền văn hóa khác, cái cơ sở, nền tảng tôn giáo của họ là khác rồi.
thì đương nhiên là ngài phải giảng tứ diệu đế bát chánh đạo, không đề cao mật tông là đúng rồi, đề cao làm sao được, giảng ai nghe mà hiểu. Thế cho nên là nói như thế này là cái vị thượng tọa ích này, tại sao mà ông ấy phải nói lên hai cái điều này, là bởi vì ông ta sợ, ông ta sợ Phật tử Việt Nam người ta nhận ra một điều rằng Phật giáo Tây Tạng mới là chính thống, còn các ông ấy thì không chính thống, các ông là ngụy tạo nhiều. Cho nên nếu như mà Phật tử mà theo hết Phật giáo Tây Tạng thì các ông ấy mất phần ăn, mất đi phần ăn và mất đi vị thế của mình, mất đi đồ đệ, thế thôi. Chứ ý, cái động cơ của ông đấy là rõ rành rành qua những cái câu hỏi này quý vị. Không phải là người tốt đẹp, xin lỗi ông, xin lỗi thượng tọa ích nhá. Ở đất nước này này, những cái vị thánh tăng đều tu mật tông hết. Ngài Từ Đạo Hạnh, ngài Giác Hải, ngài Nguyễn Minh Không lên Google tìm hiểu về lịch sử cuộc đời các ngài, xem các ngài đã chứng thần thông gì, các ngài đã đi sang Trung Quốc, các ngài đã thu cả cái kho đồng của Trung Quốc vào một cái túi về đây đúc những cái pháp khí để trấn yểm ở cái đất nước này như thế nào. Quý vị lên quý vị tìm hiểu thì biết được cái sự huy hoàng của truyền thống Kim Cương Thừa tại đất nước này từ lâu rồi. Cái vị thượng tọa ích này nói như thế này là báng bổ cả chư tổ vĩ đại ở đất nước này, báng bổ cả chư tổ vĩ đại đã thành đạo, không ai có thể chối cãi được ở tại chính đất nước Việt Nam. Đây là những cái thể loại nó khi sư diệt tổ, nó vô loài, nó không có truyền thống gì hết, nó không đầu không cuối, nó mới có thể phát biểu ra những cái từ ngữ tồi tệ như thế này, có những cái tư tưởng nó đầu óc nó bệnh hoạn và bẩn thỉu như thế này, gây chia rẽ cho Phật giáo, làm gây chia rẽ cho cái tổng thể giáo pháp của Phật. Chúng ta là những người Phật tử, nơi nào có giáo pháp thì chúng ta đến học, nơi nào không có thì chúng ta thôi. Chứ tại sao lại nói là ô Phật giáo Tây Tạng thế này, Phật giáo Việt Nam thế kia, rồi hạ thấp Kim Cương Thừa, cẩn thận không đọa địa ngục đấy thượng tọa ích ạ. Không phải chuyện đùa đâu. Mà xin lỗi, những cái người, đây là cái cá nhân riêng của Hải thôi nhé. Cá nhân riêng của Hải thôi. Để học được mật thừa nó khó khăn như nào, nó vất vả như nào, vất vả vô cùng. Mà bây giờ quý vị phải hiểu nhá, quý vị phải hiểu nhá, những cái người mà Hải ít bạn lắm, Hải ít bạn kinh khủng, mà Hải lại là một người cực kỳ khó tính trong việc tu hành. Cho nên là những cái vị đồng đạo, đồng tu với Hải, bạn trong việc tu hành của Hải rất là ít. Hải chọn ra những người thực sự thực tu để Hải chơi. Đạo tràng ở mật tông bây giờ đây, đầy ở khắp tất cả mọi nơi ấy, nhưng mà cái người thực tu nó ít lắm. Còn hầu hết chỉ là lợi dụng để đi kiếm tiền thôi, để tạo dựng mối quan hệ thôi, để có mối làm ăn thôi. Hoặc là mấy cái đứa đi bán đồ phong thủy, bán pháp khí ấy, đến những đạo tràng ấy, để đem những cái sợi, những cái dây như này này. Bảo là đây này, tôi đã đến đạo tràng này, tôi được gia trì rồi. Trên cứ cái dây này bán một lên thành gấp 10, đều là để lợi dụng hết. Chứ không phải là để thực tâm tu đâu. Cái số lượng người thực tâm tu nó ít lắm, nó không có nhiều đâu. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa, quý vị biết không, từ cách đây 10 năm, cách đây mười mấy năm, bây giờ nó không như thế này. Các phương tiện truyền thông nó không có, mạng xã hội nó không có. Kênh YouTube không biết ai sử dụng ấy, chỉ có lên xem thôi. Chứ đâu có ai có biết lập kênh ra mà up video lên nói lên cái quan điểm, đâu có tự do như bây giờ. Không phải là cái thời đại 4.0 mà thế giới phẳng như bây giờ đâu. Ngày xưa tu mật tông nó rất là khó. Có những không có biết thầy ở đâu, không có biết là phải tu như thế nào. Ở Việt Nam thì làm gì có, ở Việt Nam những cái truyền thống của Kim Cương Thừa nó băng hoại hết rồi, nó không còn nữa, nó chỉ có trì chú Đại Bi thôi. Về trì chú Đại Bi, trì chú 3 năm đi, 3 năm không thấy cái gì, trì tiếp 3 năm nữa. Làm gì có cái bài bản về truyền thống Kim Cương Thừa, muốn học phải sang tận Ấn Độ. Mà phải hy sinh nhiều lắm quý vị. Khi mà Hải đi du học ở Ấn Độ đó, Hải nhận được cái suất học bổng mà Hải phải hy sinh. Bởi vì khi học ở Đại học Quốc gia đó, thì có những ngành học để quý vị lựa chọn, mà vào cái thời điểm đó cái ngành học về công nghệ thông tin của Ấn Độ nó hot lắm, nó kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng Hải đã không, Hải đã chọn cái ngành nghiên cứu tôn giáo để Hải có cơ hội nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu lịch sử phát triển của Phật giáo Ấn Độ. Hải đã chọn cái ngành học đấy để mình có cơ hội để mình được đi tiếp xúc với tôn giáo ở Ấn Độ, vì Ấn Độ lúc bấy giờ Ấn Độ là cái nôi của giáo pháp, thì mình phải đến đó để mình học và mình tìm xem mật tông nó là gì. Vì các tu viện của các vị Lama cũng ở Ấn Độ, cho nên phải hy sinh cái đó. Cho nên nhiều người, bố mẹ Hải rất là thất vọng.
Bởi vì đã con nhà người ta sẽ tìm những cái ngành học để sau này kiếm ra tiền, thì con mình lại chạy theo đuổi những cái đam mê mà nó hão huyền như thế. Thì đấy là một cái sự hy sinh rất là lớn. Tu Mật Tông hy sinh lớn lắm. Và đến những cái ngành học đấy, và Hải không được may mắn, Hải sinh ra trong một gia đình nghèo và bố mẹ không quan tâm. Mày muốn học cái gì kệ mày, mày muốn đi du học gì kệ mày, chẳng gửi tiền gửi nong gì hết, mày tự sinh tự diệt. Cho nên là Hải vừa đi học, Hải phải vừa kiếm tiền để đi học, phải vừa bôn ba vất vả ở xứ người để đi học, để lấy tiền đi học, và để lấy tiền đi vào tu viện để sống theo hầu các vị thầy để học mật tông. Chứ không phải bây giờ sẵn có để những cái vị đại gia, họ những cái vị đại thí chủ, họ mời sẵn các vị lama sang đây, mời sẵn các dịch giả sang đây để phục vụ cho tín đồ đâu. Không có, cách đây mười mấy năm không có chuyện đó. Muốn đi học phải sang tận nơi. Mà quý vị biết không, có mười mấy tuổi đầu, mười mấy tuổi đầu, 19, 20 tuổi đầu, rời bỏ đất nước mình ra đi, tiền bạc không có trong tay, ngôn ngữ thì không biết, một mình bơ vơ để đi học, cứ lang thang như thế nó khổ lắm quý vị. Có những cái hôm mà mình ốm ấy, mình ốm không ai bên cạnh mà mình chăm sóc. Cái người Ấn Độ họ có tử tế đến mấy, họ cũng là người nước ngoài, nói không thể hiểu nhau, không thể hiểu cái tâm tư. Nhiều khi mình buồn mà mình khóc, mà rồi đến khi mình nhìn mình bước ra khỏi cái phòng trọ của mình, mình nhìn lên trên bầu trời, thì mình mới thấm thía cái câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng: đất với trời chung một nghĩa bơ vơ. Cái lúc đó không có ai hiểu cho mình hết. Mình Hải kể ra đây không phải là để kể công hay là để khoe mẽ để với quý vị đâu. Cái điều đó hay ho gì để khoe mẽ, nhưng để cho quý vị thấy là cái con đường học và cái con đường tu nó vất vả, và các vị lama khó tính kinh khủng. Các ngài khó tính, các ngài đánh đập, các ngài chửi rủa là chuyện bình thường quý vị. Bây giờ các ngài sang đây với tư cách là các đạo sư và đi gieo duyên, đi hoàng pháp. Chứ còn một khi mà đã là đệ tử thật của các ngài rồi nhá, thì các ngài sẽ không lịch sự như thế đâu, mà các ngài sẽ dạy cho ra dạy thì thôi quý vị. Dạy cho ra dạy thì thôi. Một cái câu thần chú nó dài ngoằng ra như này, mà khi các ngài truyền khẩu ấy, các ngài vẫn giữ nguyên những cái truyền thống của Tây Tạng từ xa xưa, là mày phải học thuộc luôn, không có được phép không học. Và khi mà mình cái câu thần chú mà trước đó thì mình đâu có biết cái câu thần chú là gì, mình đâu có được học trước như bây giờ. Mà những cái câu thần chú phẫn nộ là khi mà những câu thần chú phẫn nộ là mình không được phép biết trước, mà khi thầy truyền khẩu mình mới được biết. Mà nó rất là dài. Mà Hải còn nhớ là khi mà ngài đọc lại 3 lần, Hải không đọc lại theo, không lại đọc lại theo được, thì ngài mới chửi luôn. Ngài bảo là cái trí tuệ của mày ấy, nó chẳng hơn gì một con bò yak. Dùng những cái từ ngữ rất là nặng nề, cực kỳ là nghiêm khắc trong từng đường đi nước bước. Chứ không phải chuyện dễ, không phải nói một câu mà mình đùng đùng mình tự ái mình đi thì thôi khỏi phải học. Và có một lần nhập thất Nepal, có một vị pháp vương, Hải quên mất tên ngài rồi, của một cái dòng rất là uy lực của Ninh Mã, mọi người lên đảnh lễ ngài trong cái đoàn đấy đi có Hải. Mà ngài vừa nhập thất ra mà ngài là một vị Ngapa nhá. Ngài to mà cao như vậy mà ngài khỏe lắm. Người Tây Tạng nó to cao lắm, quý vị, nó không bé bé như người Việt Nam đâu. Mà mọi người đứng ở ngoài chánh điện để đợi ngài lên pháp tòa. Mà ngài vừa nhìn thấy Hải một phát, ngài hồng hổ, ngài bước ra, ngài tát trong pháp trời như trời giáng. Tát đến mức độ mà văng cái kính, nó gãy đôi cả cái kính ra này, mà tím hết cả một cái bên mắt. Không biết vì một lý do gì, tự nhiên mà ngài, đấy là lần đầu tiên Hải gặp ngài, và ngài đầu tiên gặp Hải. Bao nhiêu người không bị ám sao, một mình bị đánh mà tát tím cả mặt. Thì mọi người phải hiểu cái lực tát, đúng cái câu tát nổ đom đóm mắt, tát vỡ mặt nó như nào, thì nó đúng ý hiểm như thế. Và ngã, Hải to cao như này nhưng mà còn ngã loạn choạng ngã xuống. Ngài, các ngài tát để làm gì? Các ngài tát để cho cái ác nghiệp của mày được diệt trừ. Và tát xong nhá, lúc đấy là Hải choáng choáng, không nghĩ gì. Ngài nói luôn, mày phải ở lại đây, mày phải ở lại đây để nguyên cái mắt bầm tím đấy và nhận lễ quán đỉnh như mọi người. Và Hải phải ngồi im, ngoan ngoãn, vừa xấu hổ, vừa nhục nhã, vừa tủi thân trước mặt mọi người, ngồi ở đấy mà nhận cái quán đỉnh của ngài. Tức là học nó không dễ,
Thứ nhất là học không dễ, con đường tu thì vất vả. Cách đây 10 năm, xin lỗi, những con đường trên dãy Himalaya quý vị đi nửa ngày mới được 500 mét vì nó không có đường, phải đi bộ, vất vả. Cái đồi núi cao nguyên, xin lỗi quý vị, cái đỉnh Phan Xipang ở Việt Nam nó có 2.000 mấy trăm, 500 bao nhiêu mét. Ở Tây Tạng cái đồng bằng thôi đã 4.000 mét rồi, chưa kể những ngọn núi mà tu viện toàn trên núi không à. Nó khủng khiếp lắm, nắng gió nó chết người, da đen xì ra, xong nẻ nứt toát ra. Nó khổ lắm, nó không phải như bây giờ. Và rồi đến khi học đạo là như thế, còn hành đạo thì như thế nào, nó còn vất vả hơn. Mỗi một tuần phải trì chú, cứ các ngài chỉ cho một cái thời lượng nhất định thôi. Một tuần phải trì hết 1.000.000 biến thần chú của một vị bản tôn. Cứ như thế, tu như vũ như bão, không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, chỉ có việc tu thôi. Và đến khi về Việt Nam này, về Việt Nam rồi, quý vị biết không? Để thực hành mật thừa, quý vị phải có tượng để thực hành. Quý vị phải có đầy đủ các pháp khí. Cho nên thượng tọa Ích ạ, tất cả những cái người mà tu mật tông chính thống như chúng tôi ấy, chúng tôi sẽ không bao giờ cướp cướp miếng ăn của ngài đâu. Ngài yên tâm. Chùa của các ngài chúng tôi cũng sẽ không ở, đâu có mời chúng tôi đến, xin lỗi, chúng tôi cũng không ở. Thượng tọa Ích có đem vàng dắt cửa, từ cửa nhà Hải đến cửa của tu viện của thượng tọa Ích, Hải cũng không đến. Bởi vì xin thưa với thượng tọa Ích là cái chùa của thượng tọa ấy, những người tu thật theo truyền thống Na Lan Đà người ta không tu được. Không tu được quý vị ạ. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, cái người tu mật tông ấy, cái tượng nó phải đúng nghi quỹ. Bởi vì trong các bước tu hành của mật tông nó có cái Guru Yoga, Yidam Yoga, tức là bản tôn du già. Quý vị phải quán tưởng thân của quý vị hóa thành các vị bản tôn. Thì hóa bản tôn thì như nào? Quý vị đó phải màu sắc thân người nó ra làm sao? Các tay bắt ấn nó như thế nào? Ví dụ như là Đức Lục Độ Phật Mẫu đi. Vị bản tôn rất là gần gũi, đúng không ạ? Thì ngài phải ngồi trong cái tư thế Kim Cương Vương Giả, tức là chân trái co vào, chân phải duỗi ra. Còn bên tay trái thì cái ngón cái này nó phải ấn vào cái ngón trỏ như này, nó ấn Tam Bảo. Và cái bên tay phải là cái ngón cái này nó chạm, là cái ngón đeo nhẫn, nó là ấn Thí Vô Úy. Và cái tay phải này nó phải chạm vào cái đầu gối phải này. Và từ cái tay phải và tay trái này nó mọc ra hai cái cành hoa Yêu Bát La. Từng cái chi tiết như thế, từng cái khế ấn của mỗi một vị Phật, và mỗi một khế ấn đấy lại cầm cái pháp khí gì. Như Đức Quán Âm nó phải có 4 tay, 2 cái tay giữa ôm cái ngọc Mani, phần bên trái này là da nai, có một cái da nai và cầm một cái bông hoa, và cầm một cái sợi minh châu. Còn bên tay phải này là cầm cái bên tay trái này là cầm cái sợi minh bông, chết rồi, loạn hết cả lên rồi, cái bông hoa sen. Còn bên tay phải này là cầm cái sợi minh châu. Còn Đức Văn Thù là tay phải cầm cây gươm, tay trái cầm quyển kinh Bát Nhã, ngồi trong tư thế kiết già. Đức Kim Cương Thủ thì tay phải cầm chày kim cương và bắt ấn phẫn nộ, một tay thì cầm cái dây thòng lọng, và đứng trong tư thế hàng phục ma vương nhảy múa. Tức là mỗi một vị Phật các ngài có cái nghi quỹ để về làm tượng để chúng sinh khi tu tập thì nhìn vào đó để quán tưởng. Còn mấy cái ngôi chùa Việt Nam á, tượng Phật thì làm sai nghi quỹ, tu làm sao được. Quán tưởng mở, trong đang ngồi tu thế này, quán tưởng mở mắt ra Phật là một vị khác thì tẩu hỏa nhập ma, cho nên không tu được. Và lại còn không thờ những vị hộ pháp, không có các vị hộ pháp mà chỉ thờ những tinh linh thế tục, thế thì tu làm sao được. Mà thực ra những người tu hành theo truyền thống Kim Cương Thừa như chúng tôi ấy, là chỉ có tu thôi, không có cái khác, không có nhu cầu thành lập đạo tràng, không có nhu cầu mở rộng mối quan hệ và mở bành trướng thế lực, không có cái nhu cầu đấy, chỉ có nhu cầu tu thôi, thượng tọa Ích ạ. Cho nên là thượng tọa đừng lôi chúng tôi vào những cái câu chuyện của thượng tọa. Và ở đây ý, Hải cũng nói, Hải cũng thấy rất là buồn cười, những cái vị Việt Nam đó, những cái vị nhà tu Việt Nam ấy, họ tu tịnh độ không à, họ không có tu mật thừa ngày nào, thế mà lúc nào họ cũng nói về mật thừa, trong khi mật thừa chả giờ nói với họ, các vị Lama chả giờ nhận xét về họ, không có nhận xét gì về truyền thống Theravada, họ cũng không nhận xét về truyền thống Mahayana của Trung Quốc, không nữa, các ngài chả giờ, các ngài mới có thời gian để nhận định về cái điều đó. Quý vị không tu, quý vị đừng có nhận định, quý vị chưa tu mật thừa ngày nào, chưa biết nó như thế nào, quý vị đừng phán xét, kẻo không lại mang cái nghiệp vào thân.
Mật thừa là cái pháp môn cao nhất và bí mật nhất của chư Phật, và nó được hình thành tại Nalanda, tại Ấn Độ đó. Chứ nó không phải hình thành từ Tây Tạng đâu. Cho nên quý vị đừng nói rằng là mật thừa là sản phẩm của Tây Tạng, không có, Tây Tạng không giỏi thế. Người Tây Tạng chỉ là những người kế thừa được từ cái truyền thống của Ấn Độ và phát huy nó thôi. Chứ Tây Tạng không đẻ ra những cái giáo pháp này. Cho nên nó là thuộc về chư Phật, những lĩnh vực thuộc về chư Phật. Ví dụ như Bồ Tát Long Thọ Đức Liên Hoa Sinh mới có đủ các tư cách và phẩm chất để có thể nói xem pháp môn nào là tà đạo, pháp môn nào là không. Quý vị chỉ là những vị phàm tăng thôi, đừng nhận xét về mật thừa. Quý vị lo cho quý vị và tín đồ của quý vị đi thì tốt hơn. Tốt nhất là quý vị đừng nói về mật thừa. Là như thế. Ví dụ như Hải có những người họ hỏi tin nhắn mà Hải không viết vào đây. Bởi vì Hải thấy hỏi những câu hỏi nó kỳ cục. Chẳng hạn như là có cái bạn hỏi Hải là: anh ơi, thế thì anh thấy Tịnh Độ Tông như thế nào, rồi anh thấy những cái người đồng bóng ở tại miền Bắc Việt Nam mà bây giờ lan cả vào miền Nam nữa thì ra làm sao? Thì thực sự cái câu hỏi đấy Hải trả lời để làm gì quý vị? Hải chỉ có một quan điểm nhất quán là như thế này nhá. Đối với Tịnh Độ Tông ấy, Tịnh Độ Tông là một tông phái của Trung Quốc. Kinh điển là dùng chung, ở đâu cũng có. Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ đều bắt nguồn từ Nalanda. Đã bắt nguồn từ Nalanda thì Tây Tạng cũng có, ở đâu cũng có. Nhưng khi truyền những kinh điển này sang Trung Quốc, các vị tổ của Tịnh Độ Tông họ lấy cái tổ kinh này để họ căn cứ để họ thành lập cái tông phái đấy. Cái Tịnh Độ Tông đó là một trong những cái trường phái của Phật giáo Trung Quốc, là sản phẩm của văn hóa Trung Quốc. Thế thôi, Hải chỉ biết đến thó mặt đấy là điều đúng lịch sử quý vị nhá. Hải không thêm bớt, Hải không tô vẽ, Hải không bôi nhọ gì cả. Hải chỉ biết thế, còn nó đúng hay nó sai, nó tà hay nó chính, đấy không phải là việc của Hải. Đấy là việc của những người tu theo Tịnh Độ. Họ tà hay họ chính thì họ phải tự tìm hiểu xem nó tà hay nó chính, xem nó đúng lời Phật hay không, đấy là trách nhiệm của họ. Hải có tu cái pháp môn này đâu mà Hải cần phải quan tâm xem nó tà hay nó chính hay nó đúng hay nó sai. Không, chúng ta không cần phải quan tâm đến những cái việc ngoài luồng. Cũng như cái việc đồng bóng hay là ấy, Hải đã nói rất là nhiều lần rồi. Thứ nhất, nó không phải là truyền thống nào của Phật giáo. Thứ hai, những cái tinh linh thế tục đó không được phép coi là những vị guru hay những vị di đam. Không thể coi là đạo sư, không thể coi là bản tôn được. Bởi vì đấy là những tinh linh vẫn còn là những vị thần thế gian, vẫn còn trụ ở cái trạng thái ma quỷ, trụ ở trạng thái thân trung ấm, họ vẫn tồn tại ở đây này. Đến các vị trời còn không phải là, còn đến các vị trời trong 37 phẩm Bồ Tát, các ngài còn là những cái vị mà vẫn còn bị tối tăm của luân hồi che ám. Còn không thể là các ngài đã thoát ra khỏi luân hồi nữa mà làm các vị đạo sư cho mình được. Các ngài cứu các ngài còn không xong. Thế các ngài cứu nó cho được mình. Đúng không? Huống hồ là những vị thần thế gian. Cho nên nó trái với giáo pháp. Nó không đúng, nó không thuộc một thành phần nào của giáo pháp. Họ cũng không phải là những cái vị hộ pháp của Phật giáo. Không ai công nhận họ là những vị hộ pháp của Phật giáo cả. Bởi vì để công nhận những cái vị thần đấy là hộ pháp thì phải được một vị tổ đã chứng đạo công nhận. Và những cái vị hộ pháp đấy vẫn phải nằm trong các nghi quỹ thực hành của cái dòng truyền đấy liên tục không gián đoạn. Thì những cái vị đó mới gọi là hộ pháp. Bây giờ các dòng truyền thừa cũng không có nữa. Cái dòng truyền thừa cũng gián đoạn nữa. Những cái vị tổ chẳng ai khẳng định rằng những vị thần đấy đang bảo vệ giáo pháp. Thế thì có lý do gì để đưa họ vào chung Phật giáo? Họ là những thứ ngoài Phật giáo rồi. Mà ngoài Phật giáo thì không quan tâm. Đúng không quý vị? Đúng hay sai, phải hay trái không phải là việc của Hải. Hải không nhận xét. Đúng hay sai, phải hay trái là việc của những người đấy. Họ tu, họ theo những cái truyền thống như thế. Được thì họ hưởng, sai thì họ phải chịu. Mình đâu có gánh cho họ, mình cũng đâu có hưởng cho họ. Cho nên là cái việc nhận xét về những người đấy là thừa. Chúng ta chỉ biết rằng chúng ta là đệ tử Phật. Và tất cả những người đã theo kênh, theo dõi kênh của Hải thì chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng từ truyền thống Nalanda của Hải. Truyền thống chính thống từ Nalanda thì chúng ta chỉ biết cái truyền thống của chúng ta thôi. À, cái truyền thống đấy dạy như thế đấy. Cái truyền thống Nalanda dạy là chúng ta phải học hết kinh điển tiểu thừa, học hết kinh điển đại thừa, qua Ngôn Rô rồi bắt đầu đến Kim Cương Thừa. Chọn một vị thầy từ một dòng truyền không gián đoạn để tu tập. Chấm hết. Còn những thứ ngoài luồng kia chúng ta cạp ta khỏi đầu. Không quan tâm. Đúng không quý vị? Quan tâm làm gì? Chúng ta, xin lỗi quý vị nhé. Đây là Hải chỉ có đọc sách thôi. Chứ còn những cái bộ luận ở trong nhà Hải cái kìa, những cái bộ kinh điển kìa, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận này, Du Già Sư Địa Luận, Đại Trí Độ Luận, Hải đầy vẫn còn trong kia, không có thiếu cái gì hết. Mỗi một cái bộ luận nó dày như thế này. Cho nên cái clip trước Hải nói đấy, có mà mỗi một ngày lên đây đọc một tiếng 15 năm không hết cái đồng đấy.
thì còn thời gian đâu để quan tâm đến những cái việc kia. Mà Hải thì lại là một người rất là khó tính. Ở đây có những người, có những người họ xem video của Hải, họ trở nên rất là mến mộ Hải, họ làm thân với Hải. Nhưng một thời gian Hải thấy rằng họ không làm theo những cái lời dạy của chư vị tổ Nalanda, họ vẫn cứ có những tiếp tục các hoạt động tâm linh liên quan đến những tinh linh thế tục ở tại đất nước này. Là lập tức Hải chủ động, Hải nhắn tin, Hải trêu ghẹo họ, Hải chọc tức họ để họ ghét Hải, để họ cắt cái mối quan hệ với Hải. Để sau này khi Hải có bất kỳ một hoạt động về tôn giáo nào thì họ cũng không thể nói rằng ô chúng ta thân nhau như thế mà anh lại chẳng bảo em. Với họ, tôn giáo chỉ là cái thứ để tìm vui trong cuộc đời. Nó không phải là một ngành học, nó không phải là một sự thực hành nghiêm túc. Cho nên Hải không muốn dây dưa với những người đấy. Trong cái cuốn Lời Vàng của thầy tôi, khi và thậm chí những người đấy, Hải xin lỗi, thậm chí những người đấy đã từng gặp Ngài Chu Sang và đã quy y Ngài rồi, tức là đã thọ giới Phật tử rồi, vậy mà vẫn phá các giới nguyện của mình và vẫn phụ thờ những tinh linh thế tục. Chúng ta biết rồi đấy, tam quy ngũ giới, khi quy y Phật rồi thì không được phép quy y những vị thần linh ngoài giáo pháp, nhưng họ vẫn làm, tức là họ đã phá các giới nguyện. Và quý vị biết không, trong cuốn Lời Vàng của thầy tôi đó, thầy của Ngài Pachu Rinpoche, Ngài chỉ uống chung một cái dòng nước trong cái thung lũng có một kẻ phá giới nguyện đã uống ở đấy từ trước, mà Ngài gần như hóa điên. Thế cho nên việc gần gũi và có liên hệ với những kẻ phá bỏ giới nguyện của Đức Phật là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Hải rất là ít bạn. Không những ít bạn mà Hải còn cẩn trọng trong từng mối quan hệ. Không phải ai Hải cũng chơi. Đấy là nguyên tắc của mật thừa. Xin lỗi quý vị. Nó là như thế. Và vẫn tiếp tục câu hỏi của em Lê Đức Anh. Em đã đọc bài viết về vụ việc gần đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma trên phần cộng đồng trong kênh của anh. Nhưng đó là bài viết của người khác chứ không phải ý kiến riêng của anh Hải. Em muốn biết ý kiến cá nhân riêng của anh Hải về việc đó. Anh Hải có thể nêu quan điểm cá nhân của mình về việc đó được không? Thực sự cái việc mà Đức Đạt Lai Lạt Ma nói với một cái đứa bé rằng là suck my toe ấy, là nếu mà chúng ta dịch cái từ ngữ đó ra theo tiếng Việt thì nó rất là nặng nề và tục. Nhưng chúng ta phải hiểu một cái vấn đề rằng là thứ nhất, Đức Đạt Lai Lạt Ma không giỏi tiếng Anh. Thứ hai, cái việc thè lưỡi ra là chứng tỏ rằng là một cái nền văn hóa cổ xưa của Tây Tạng là ý nghĩa chào đón người khác. Thè lưỡi ra để chứng tỏ cái lưỡi của mình hồng. Hồng là mình là người Phật tử chứ không phải là người đạo Bon. Bon giáo ngày xưa ấy, cái thứ tôn giáo tà vậy, mà trước khi bị Đức Liên Hoa Sinh diệt trừ đó, nó chuyên dùng những cái ác chú, nó chuyên ngậm độc dược, nó chuyên nguyền rủa người khác, cho nên cái lưỡi của nó bị đen. Khi mà thè lưỡi ra là chứng tỏ mình thanh bạch. Nó khác. Còn tất nhiên là cái bài viết em nói em này chú ý rất là chính xác. Em lên đây, bài viết đó thực ra đó, cái người mà đã quá hiểu về Kim Cương Thừa và quá hiểu về cái truyền thống của Tây Tạng thì người ta thấy cái chuyện đấy là bình thường. Cho nên Hải cũng chả có ý kiến. Nhưng cái ngày hôm đấy chính Hải bị quấy nhiễu bởi vì rất nhiều người nhắn tin và hỏi về cái vụ việc đấy. Hải thấy kỳ lạ một cái điều rằng là những cái người theo cái truyền thống đó, những người là đệ tử của Đức Ngài, người ta chả ý kiến thì thôi. Toàn những cái người mà ở đâu đến ý kiến. Những người chả biết Đức Ngài là ai, những người chẳng quan tâm gì đến Đức Ngài, chả hiểu biết gì về Đức Ngài cũng ý kiến. Và tất nhiên những người chẳng hiểu biết gì về Đức Ngài và về cái nền văn hóa Tây Tạng thì mới ý kiến. Cho nên là Hải vớ được cái bài của chị Cathy Nguyễn. Hải mà chị dịch ra từ một người Tạng thì Hải bảo thôi up lên để cho nó đỡ phải hỏi mình. Nó đỡ phải hỏi mình, nó mất công mình đỡ phải trả lời vậy thôi. Chứ cái đấy, cái việc đấy là cái việc nó quá bình thường mà không có việc gì mà phải ý kiến gì cả. Nó là cái nền văn hóa, ví dụ như là nó bị trái ngược. Có phải ở cái nước, những cái nước phương Tây, Việt Nam mà thè lưỡi ra đây là trêu nhau đúng không? Nhưng Tây Tạng thì không thế. Như Hải đã giải thích mà vỗ tay là chào mừng đúng không? Chứ không, người Tây Tạng vỗ tay này là xua đuổi. Đuổi đi. Trong những cái bản nghi quỹ ấy, có những cái đoạn vỗ tay như này. Thực chất cứ sau mỗi một câu lại vỗ tay một cái là để xua đuổi những cái ác linh, tà linh, nó bị trái ngược. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không thể, ý kiến riêng của Hải là như thế này. Chúng ta, thứ nhất, cái video của Đức Đạt Lai Lạt Ma là bị cắt ghép. Cái gia đình em bé đó và bản thân cái em bé rất là vui mừng, chẳng có chuyện gì cả. Ngày hôm sau vẫn đi chơi, vẫn đi đến những pháp hội khác bình thường mà, có sao đâu.
có những cái kẻ nó khốn nạn đến cái mức độ nó bảo ngài là ấu dâm, nó bảo ngài là quỷ đội lốt người. Sao chúng nó lại nói những cái lời như thế? Thế thải hỏi quý vị nhé, ấu dâm thì phải ấu dâm ở cái chỗ kín ấy, chứ ấu dâm gì ở cái chỗ mà cả trước cả cái pháp hội như thế, pháp hội hàng nghìn người, hàng nghìn báo chí, ấu dâm gì ở cái chỗ đấy? Đến cái đứa trẻ nó mấy tuổi thôi, một khi nó làm điều sai nó còn biết đến cái chỗ kín không ai nhìn thấy để nó làm. Huống hồ một người như Dalai Lama mà công hạnh của ngài trong từng ấy năm đối với riêng dân tộc Tây Tạng và đối với toàn thế giới nó lớn đến như thế nào, cái cả cuộc đời ngài đã chứng minh ngài là ai rồi. Không phải do cái những cái điều bịa đặt, những cái thế lực chống phá đấy nó nói ra. Chỉ có người nào nó vô trí tuệ, nó xuẩn ngốc thì nó mới tin vào điều đấy. Mà những cái kẻ xuẩn ngốc ấy, rồi nó đã như thế rồi thì mình nói nó cũng chẳng nghe. Cho nên Hải là Hải không có giải thích, Hải không muốn giải thích. Chẳng qua là nhiều người hỏi quá, cho nên Hải đăng cái bài của chị Cathy Nguyễn này lên để cho bớt phải hỏi. Và Hải cũng đăng lên cộng đồng này để chứng tỏ một điều rằng là người Phật tử cũng có tiếng nói, chứ không phải là không. Người ta cũng giải thích rõ cái điều đấy. Mà và hơn nữa một cái vấn đề là làm sao chúng ta có thể lấy một cái nền văn hóa ở chỗ này mà chúng ta so với cái nền văn hóa ở chỗ khác. Cái người tu chúng ta chỉ miễn sao là cái tâm của chúng ta thanh tịnh và trong sáng thôi chứ. Còn cái biểu hiện ở bên ngoài, cái động cơ mà là cái quan trọng. Cái điều này trong những bản văn của những vị đại sư, những cái vị Lama tối cao ở Tây Tạng đã nói rồi. Và đời sống hàng ngày chúng ta cũng nói rồi. Kể cả một cái câu chửi bậy của chúng ta, người Việt của chúng ta nói nhau hàng ngày, cái ý để đùa, cái ý để vui, cái ý để trêu chọc chúng ta biết cũng một cái lời chửi bậy như thế, nhưng cái ý nó hằn học, ý nó chỉ chiết thì nó lại khác. Chúng ta phải nhìn vào cái động cơ, chúng ta đâu có nhìn vào cái hình thức để làm gì. Thì nếu như chúng ta nhìn vào cái giá trị văn hóa, cái giá trị đạo đức của phương Tây đi, thế làm gì có cái chuyện so sánh giữa nơi này với nơi khác, đúng không? Lấy cái nơi này đặt cái quy chuẩn cho cái nơi khác. Thế thì những cái ông Tây bà Đầm ấy, nhảy nhót, ôm ấp hôn hít, ăn cơm trước kèm, hưởng thụ, khoái lạc tình dục trên mọi tư thế, rồi những người đồng tính công khai yêu nhau, hôn hấp, ôm ấp hôn hít nhau ở nơi công cộng. Nếu tất cả những cái thứ đấy nhá, mà mang so sánh với cả cái nền văn hóa Hồi giáo, thì xin thưa quý vị, những kẻ đã bị ném đá cho đến chết từ lâu rồi. Đúng không ạ? Cho nên tại sao chúng ta lại lấy cái ở chỗ này là đem đi so sánh ở chỗ khác, trong khi đó Đức Ngài hoàn toàn là một đấng thánh thiện trong sáng, đấng bảo hộ của Tây Tạng. Bản thân Hải chịu ơn Ngài rất là nhiều. Nhưng không phải vì thế mà Hải bênh vực Ngài đâu. Hải không bênh vực cái sai đâu quý vị. Đúng không? Cho nên là đấy là ý kiến của Hải. Và đã hết cái... câu hỏi của em Lê Đức Anh dài như báo Nhân Dân, và cũng cảm ơn em Lê Đức Anh luôn tri ân Hải, luôn tri ân những người đặt câu hỏi cho Hải, vì nhờ có mọi người đặt câu hỏi Hải mới nêu được quan điểm của mình, chứ nếu không chẳng nhẽ Hải tự nói video ra thì nó hơi kỳ. Và kênh của Hải là kênh đọc sách, không phải là kênh thị phi, không nhận xét về ai cả. Tiếp theo đó là câu hỏi của em Ánh Nguyễn. Anh Hải ơi, em đã lập gia đình và em đã tu lâu năm, nhưng em không được sự hậu thuẫn từ chồng em. Anh ấy không nói ra, nhưng những cử chỉ của anh ấy cho thấy anh ấy không hoàn toàn hài lòng lắm. Vậy anh có thể cho em lời khuyên được không? Em xin cảm ơn anh Hải ạ. Em Ánh Nguyễn, anh Hải không phải là người tư vấn hôn nhân tâm lý gia đình. Nếu mà em muốn tư vấn hôn nhân tâm lý gia đình thì em gặp chị Phi Thanh Vân. Chị đang mở cái lớp mà tư vấn hôn nhân gia đình, bởi vì chị có hai đời chồng mà đời chồng nào cũng thành công cả. Cho nên là chị mới có thể dạy em cách nào hòa hợp. Chứ còn một người mà đã đi tu từ bé như anh, cộng thêm hiện tại bây giờ anh đang ở độc thân, không có gia đình, một người mà cũng không có ý thích, không có nhu cầu lập gia đình, không có mong muốn lập gia đình và cũng không có mong muốn có con, chỉ muốn ở vậy thôi, ở vậy để hàng ngày lên đấy đọc sách cho quý vị, thì làm sao anh có thể tư vấn tình cảm cho em được. Nhưng anh lại rất là anh rất là biết ơn em, bởi vì anh tin chắc rằng em phải tin tưởng anh lắm thì em mới viết những cái tâm sự cá nhân như này. Nhưng mà em ạ, không ai là hậu thuẫn cho chúng ta hết.
cái giáo pháp của chúng ta, cái giáo pháp của Đức Phật đó, là đi ngược lại thế gian, không đi xuôi thế gian. Cho nên là đương nhiên chúng ta sẽ bị phản ứng bởi những người thế gian. Như Ngài Dongsa Rinpoche Ngài dạy đó, đừng bao giờ tìm đến giáo pháp để mong cầu một đời sống an lạc thành thơi. Không bao giờ giáo pháp mang lại an lạc thành thơi. Giáo pháp chỉ mang lại phiền não. Giáo pháp chỉ mang lại sự xáo trộn thôi. Điều này hoàn toàn chính xác. Những ai tu sẽ thấy. Những ai tu sẽ thấy khi mình tu, những ác nghiệp nó sẽ trổ ra. Những chướng ngại nó sẽ xuất hiện. Sự chống đối của những thế lực thế tục. Đôi khi có những kẻ nhé, đơn giản như này. Trong một cái bàn tiệc mình nói chuyện, mình không đồng ý cái việc phượng trạ loan trung, không có đồng ý cái việc năm cha ba mẹ, không có đồng ý cái việc chồng lại trốn vợ để đi ngoại tình với người này người khác vì nó vi phạm các giới cấm của Phật, về làm khổ vợ con, thì cái loại đàn ông nó hèn. Thì khi mà mình nói thế thì có những thằng nó là cái người đàn ông trăng hoa như thế, nó không tử tế với vợ con, thì nó nghe trong lòng nó rất là ức. Nghe trong lòng ức là mình đang coi thường nó, mình coi thường cái nhân phẩm và danh dự của nó. Thì nó hận trong lòng mình. Bây giờ nó chưa có dịp nó hại mình thôi. Nhưng khi có dịp nó sẽ hại mình. Nó hại mình để làm gì? Để nó bỏ cái tức trong người nó. Và nó chứng tỏ rằng tao cho mày chết, để cái chứng tỏ một điều rằng những cái luận thuyết của mày là sai lầm. Mà không phải chỉ có những cái kẻ như thế. Đôi khi chính người trong gia đình chúng ta, chính bố mẹ Hải, đừng nói rằng Hải đã nghe trộm được một cái câu chuyện giữa mẹ Hải nói với bố Hải. Bà ấy bảo rằng là anh đừng bao giờ, anh phải tách con ra khỏi cái mớ kinh Phật đấy đi. Đừng để con sống trong cái ảo tưởng của cái đạo Phật. Đến mức độ như thế cơ mà. Thế cho nên làm sao mà hòa hợp được? Ở đây Hải nói với quý vị này, không bao giờ có những cái vị mà tu mật tông lâu năm nhá, mà chị này hiền lành, tử tế với mọi người. Người ta đâu có biết đạo Phật là gì đâu. Người ta chỉ nhìn thấy đạo Phật qua hình ảnh của những người đang đi theo nó thôi. Mà chị tử tế lắm. Nhưng mà ông chồng ông ấy có một cái phản ứng cực kỳ đối với giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà không thể làm gì được. Làm gì bây giờ? Không thể phá hủy cái hạnh phúc gia đình của mình đi được. Điều đấy không cho phép, Đức Phật cũng không cho phép. Bây giờ phải làm thế nào? Không làm thế nào hết, phải chịu. Đây là các ác nghiệp của nhiều đời của mình. Nó hội tụ lại để mình không có đủ các thuận duyên để mình thực hành giáo pháp. Thế nếu như là Hải ngay từ đầu, cái việc mà khi đã lập gia đình rồi, gạo đã nấu thành cơm mà ván đã đóng thuyền rồi, để mà duy trì cái đời sống tu hành ấy, có cái thiện nghiệp thì mình gặp được cái người chồng, người vợ người ta ủng hộ. Còn có cái nghịch duyên trong nhiều đời là họ sẽ ngăn cản mình, là mình phải chấp nhận. Chứ còn những cái người mà họ đã có cái thực hành giáo pháp từ khi họ còn độc thân ấy, thì họ sẽ biết cách chọn những cái người nào mà có thể thích nghi được với cái đời sống thực hành giáo pháp của họ, thì họ mới lấy, thì họ mới kết đôi. Đặc biệt là những vị Ngakpa, chọn cái người phối ngẫu rất là quan trọng. Người phối ngẫu là người sẽ quyết định cái việc người đó có thành đạo hay không, như Đức Phật Thích Ca vậy. Nếu như không có hậu thuẫn của bà Yasodhara, bà Yasodhara đấy, thì làm sao mà đi tu được, đúng không quý vị? Bà mà rồ lên, bà đi tìm Ngài khắp nơi, Ngài ở đâu bà cũng lẽo đẽo bà đi theo. Bà ngày đêm bà khóc lóc, bà ỉ ôi bà ở bên cạnh, bà không hậu thuẫn thì làm sao mà tu được? Không có đâu. Cho nên là cái người vợ, người chồng, cái người phối ngẫu nó quan trọng lắm. Nó sẽ quyết định cho cái việc tu hay không. Cho nên là mà em còn là người may mắn đấy nhá, em Ánh Nguyễn nhá. Người ta không hài lòng là người ta không nói, người ta không cấm em là mừng lắm rồi. Còn có những người người ta thể hiện ra mặt cơ, người ta ghét ra mặt, người ta đuổi ra mặt đấy. Người ta bảo thôi giải tán đi, không có tụ tập gì hết. Thế thì đây là người ta, em lại còn muốn là người ta cũng còn lại muốn người, cả cái suy nghĩ của người khác cũng theo ý mình. Không bao giờ cái suy nghĩ người khác theo ý mình được. Tính của các bà là hay bị thế. Đấy, tu về một tí là bắt chồng con phải theo ý mình. Đâu phải như thế. Không phải như thế. Rồi cái người phụ nữ để tu chưa chắc là bằng những người nam giới. Hay gặp một cái trường hợp là tu, các bà vợ cứ than vãn là đấy, ông ấy không chịu tu, ông ấy như thế này như thế kia. Và không, người ta để cho mình tu là may lắm rồi. Xong cho đến khi bắt đầu ông ấy thực hành giáo pháp, ông ấy biết đến giáo pháp, thì ông ấy tu
khỏe hơn bà ấy, và ông ấy còn cạo cả đầu để ông vào rừng nhập thất, thì bà lại dãy nảy lên. Tức là đấy, tu cũng phải theo ý các bà nữa. Thế là thế nào? Cho nên là anh chồng như thế này là anh ấy tốt lắm rồi em, anh Nguyễn ạ. Còn lại còn bắt cả người ta còn phải vừa cả ý trong lòng người ta nữa thì làm sao mà được. Người ta không cấm mình làm mừng rồi. Thôi nhá. Và tiếp theo đến cái câu hỏi của em Tâm Đào. Anh Hải ơi, anh xin giải đáp thắc mắc cho em được không? Em trì chú đại bi lâu năm và dạo gần đây khi trì chú em thấy hai bàn tay của em đỏ bừng bừng lên và em thấy lồng ngực của em như trống rỗng và âm thanh vang vọng từ lồng ngực. Biểu hiện này khiến em rất sợ hãi. Em có nên dừng việc trì chú lại không? Xin anh hãy cho em lời khuyên cấp bách này được không? Thì thứ nhất, anh có khuyên em Tâm Đào rằng kể cả khi em hành trì chú đại bi, em vẫn phải thông qua các bước quán đỉnh và nên có theo đúng cái nguyên tắc ngôn rô rồi các thứ vân vân. Còn cái việc tu đại bi mà hai bàn tay đỏ bừng lên ý, thì cái trường hợp này xuất hiện rất là nhiều lần. Đây là một điểm rất là lành, em không có việc gì phải sợ hết. Là bởi vì khi em trì chú mà hai bàn tay em đỏ ửng lên và nóng thì cái thần chú đó đang giúp các hệ thống kinh mạch trung ương trái và phải của em đang được đả thông. Điều này có thể khiến cho các bệnh tật của em được thuyên giảm. Thứ hai, lồng ngực của em trống rỗng và âm thanh vang vọng từ lồng ngực thì điều này lại càng tuyệt vời, bởi vì thần chú đại bi đã khiến luân xa số 5 của em đang mở và khiến cho hệ thống rung động các năng lượng của mật chú đi sâu vào cơ thể của em và phóng tạo ra rất mạnh. Cho nên anh chúc mừng em, anh thấy rất là vui em, bởi vì đấy là biểu hiện của những sự thành tựu bên ngoài của các mật chú sơ khởi. Những cái thành tựu này rất là tốt cho cơ thể của em, và điều đấy để chứng tỏ rằng em đã rất nỗ lực tu tập và tu tập đúng, cho nên mới có những cái biểu hiện như thế này. Em nên tiếp tục trì tụng thần chú đại bi, không nên ngắt quãng. Cảm ơn em Tâm Đào. Và anh rất là tán thán cái công đức trì chú của em để có những biểu hiện này. Và biểu hiện này là một biểu hiện rất bình thường của những hành giả theo con đường của mật chú. Đây là những biểu hiện tốt. Tiếp theo là đến câu hỏi của em Thái Lan Anh. Em với chồng em thường bất đồng quan điểm trên mọi hoàn cảnh và tình huống. Em đã tìm đủ mọi liệu pháp để khiến hai vợ chồng hòa hợp, và đường cùng quẫn em phải tìm đến mật tông như một chiếc phao cứu sinh. Em cũng đi nhận quán đỉnh và hành trì. Em trì nhiều mật chú để mong gìn giữ được mọi bất hòa trong gia đình em. Anh Hải có thể cho em lời khuyên được không? Thực ra thì cái câu hỏi của em Thái Lan Anh và cái câu hỏi của em Ánh Nguyễn đó, thì anh cũng chỉ nói trêu các em là anh không phải là nhà tư vấn tâm lý tình cảm hạnh phúc gia đình. Nhưng mà trong thực lòng của anh ấy thì anh phải nói rằng là chúng ta không bao giờ có thể tách lìa cái đời sống thế tục với đời sống tu hành được. Bởi vì trừ khi cái việc mà các em rời bỏ hẳn thế gian để các em tu ấy, thì nó lại là chuyện khác. Nhưng còn khi chúng ta sống trong đời sống thế tục thì cái đời sống thế tục là một phần trong đời sống tu hành của chúng ta. Và như cái câu mà anh đã trả lời em Ánh Nguyễn ấy, tức là chúng ta đã chọn vợ chồng sau khi chúng ta biết đến giáo pháp. Và cái hệ quả này nó không riêng gì các em, mà vào thời Phật cũng thế. Có một vị ni cô, khi mà bà ấy nghe Phật thuyết pháp thì bà giác ngộ và bà muốn đi tu. Mà luật của Phật là đàn bà đi tu thì phải hỏi bố, hoặc nếu có chồng là phải hỏi chồng. Và khi bà hỏi chồng thì chồng bà đồng ý cho bà đi tu. Nhưng mà khi mà bà xuất gia đó thì bà lại đang mang thai, và một thời gian sau thì bà sinh ra một đứa bé. Thì mọi người mới đồn đại xôn xao là tại sao lại Nico lại có bầu, lại chửa ra. Thì khi mà hỏi ra thì vị Nico đã mang thai trước, và ngài hoàn toàn là vô tội. Trước khi đi tu mình không tính, sau khi đi tu rồi thì mình mới tính. Cho nên là bà mang thai trước khi bà gia nhập ni đoàn, mà bà đâu có biết là mình mang thai đâu. Cho nên nó không có tội.
nhưng mà nó vẫn vào thời điểm nó vẫn tạo ra được, nó vẫn bị tạo ra một cái sự lùm xùm và Đức Phật phải đi giải quyết vấn đề. Cho nên là cái việc mà khi chúng ta yêu trước, chúng ta có gia đình trước rồi, chúng ta mới biết bắt đầu biết đến hôn nhân ấy, chúng ta lập gia đình hôn nhân trước rồi chúng ta mới đi tu, thì đấy nó là một cái chướng ngại. Và còn em Thái Lan Anh này thì còn đặc biệt hơn, tức là em đã tìm đến mật tông như một cái phao cứu sinh để cứu vãn cái cuộc hôn nhân của mình. Thì thực ra đó, cái kinh nghiệm của anh ấy thì anh không có dám chắc là các mật chú có thể làm được những cái việc đó. Đôi khi là có thể bảo vệ cái sự hòa hợp của vợ chồng, có thể khiến cho vợ chồng dịu đi, ví dụ như là thần chú Đại Bi hay thần chú của Đức Tắc Minh hay thần chú của Đức Tara. Anh nghĩ rằng là nếu như với tất cả một cái tấm lòng, với tất cả một cái sự hành trì tha thiết của em, mà em hồi hướng cái công đức đấy cho cái sự hòa hợp của vợ chồng, thì anh nghĩ điều đấy vẫn có thể trở thành hiện thực. Đặc biệt là cái bản tôn Tắc Minh Phật Mẫu rất có thể sẽ có thể cứu vãn em, thực sự cứu vãn em trong tình hình lúc này. Thì anh không có lời khuyên gì thêm, anh chỉ có lời khuyên là em hãy cầu nguyện lên những vị bản tôn để cái sự xích mích trong gia đình, cái sự không hòa hợp của hai vợ chồng, nó đến từ cái ác nghiệp của nhiều đời, nó đến từ những cái oan gia trái chủ của nhiều đời. Cho nên là cái việc hành trì nó sẽ giúp tiêu các ác nghiệp, thì những cái sự đấu tranh, những cái sự bất hòa nó sẽ giảm bớt. Và cái việc mà vì cái sự lục đục trong gia đình mà phải tìm đến mật tông ấy, thì cái điều đấy nó cũng không có gì là sai cả. Đôi khi nó lại là một cái nhân duyên để khiến em tìm đến giáo pháp của Phật thì sao? Ai cũng có nhân duyên. Ngay cả những cái vị thánh ni thời xưa của Đức Phật như Ngài Patachara đó, trong Trưởng Lão Ni Kệ có viết, Ngài đã cùng một lúc, trong một ngày, cả vợ, cả chồng, cả mấy người con, cả cha mẹ và em trai đều chết, và Ngài gần như là hóa điên nhờ những cái nghịch cảnh đấy trong cuộc đời mà Ngài đã đi tu theo Đức Phật. Và nhờ cái giáo pháp của Đức Phật, Ngài đã chứng thánh quả A-la-hán ni, một trong 10 vị đại đệ tử ni của Đức Phật là thiền định đệ nhất. Thì đôi khi những cái việc trong gia đình, những cái hoàn cảnh để mình phải tìm về giáo pháp, nó vẫn là cái nhân tốt để mình thực hành giáo pháp. Cái điều đấy không có gì sai đâu em, anh cũng không có định kiến gì về cái việc này đâu, miễn sao mình thực hành giáo pháp đúng chuẩn mực, đúng các bước, và với một cái thành tâm lớn, với một cái sự nỗ lực lớn lao, thì đấy là một cái điều cực kỳ là đáng quý, đáng tuyên dương, không có gì là sai trái cả. Đó, cái câu trả lời của anh đối với Thái Lan Anh nó chỉ có thế. Lời khuyên của em là nên hành trì nhiều hơn, mình cũng khéo léo trong cái vợ chồng để mình tìm xem người chồng người ta cần gì, người ta muốn gì, mình dịu dàng với người ta một chút, vì cái vũ khí lớn nhất của người phụ nữ đấy chính là cái sự dịu dàng. Kể cả ai cũng thế, với anh thì khi mà anh tiếp xúc với tất cả mọi người, anh cũng đều thể hiện cái sự dịu dàng, cố gắng, bởi vì anh không phải là một người dịu dàng, anh là một người thô tục, một người ứng xử nó không văn minh, không tinh tế, cho nên đôi khi mình cứ cố gắng vậy thôi, mình cứ cố gắng được đến đâu thì mình đến, nên như vậy. Tôi xin chấm dứt cái câu hỏi của em Thái Lan Anh. Và bây giờ xin bắt đầu đến cái câu hỏi của chị Lan Hương Phạm. Chị xin phép được xưng chị với Hải vì chị đã gần 50. Chị vô tình đã gặp được kênh của Hải và dường như những lời Hải đọc đã trở thành không thể thiếu trong đời sống của chị thời gian gần đây. Chị xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hải và chị cũng xin được làm phiền Hải. Xin Hải trả lời giúp chị một câu hỏi mà bấy lâu nay chị vẫn hằng ấp ủ. Là việc thực hành giáo pháp với một người đã đến tuổi xế chiều như chị thì liệu đã là quá muộn hay không? Và có cái cách gì để ta có thể đốt cháy giai đoạn không? Chị cảm ơn Hải rất nhiều. Dạ, kính thưa chị Lan Hương Phạm, em cảm ơn chị vì những cái tình cảm mà chị đã dành cho em. Cảm ơn chị đã coi trọng những cái gì mà em đã làm. Em rất là xúc động khi nghe chị nói rằng là cái kênh của em và cái lời đọc của em đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của chị. Em rất là xúc động khi nghe được cái đoạn này. Nó là cái động lực lớn để cho em tiếp tục duy trì kênh YouTube này. Em xin trả lời chị Lan Hương Lan Phạm.
chắc là Phạm Hương Lan. Thì không có cái gì là quá muộn cả. Ở trong lớp triết học CDG của Hải thì học triết học rất là khó, đòi hỏi có một cái đầu óc tinh nhạy, nhạy bén và một cái vốn hiểu biết về giáo pháp, cũng có một nền tảng giáo pháp rồi. Nhưng mà trong đó có những chị đã 50, 60 và 70 mà các chị học rất là chăm chỉ, miệt mài và là những học sinh vô cùng là xuất sắc và ưu tú, còn giỏi hơn cả Hải rất là nhiều lần. Thế cho nên là không có cái gì là muộn cả. Nếu như mà chúng ta quyết tâm thực hành giáo pháp từng ngày, không ngừng, không nghỉ, thế thì không có gì là muộn. Có khi người ta mất 20 năm, 30 năm để học, nhưng mà với một cái sự nỗ lực tinh tấn chúng ta thì mất 5 năm thì sao? Mới 50 thì còn rất là trẻ. Không có gì là quá già đâu. Còn cái việc học thì làm gì có cách gì để đốt cháy giai đoạn. Giác ngộ thì không có đường tắt, mình cứ đi đến đâu thì mình đi. Mình tu không được đến đâu thì mình đến, mình cứ hết lòng là được. Như Ni Sư Chi Hải ngày đã dạy đó, tu hành đừng đếm, đếm thời lượng, đừng đếm kiếp số. Không kiếp này thì kiếp sau giác ngộ, không kiếp sau giác ngộ thì 10 kiếp nữa giác ngộ, không 10 kiếp nữa giác ngộ thì A Tăng kỳ kiếp nữa giác ngộ, có sao đâu, miễn sao ta nhìn thấy giác ngộ là được. Đấy, chị cứ theo cái lời khuyên của Ni Sư Chí Hải mà chị làm, cứ ngày ngày tinh tấn nỗ lực, một ngày lấy cái gáo múc nước đi thì chẳng mấy chốc cả đại dương còn bị khô cạn nữa cơ mà. Lo gì, việc gì mà phải nghĩ rằng là mình đã già. Mỗi một ngày cứ hành trì nghi quỹ, mỗi một ngày các chị đi nhận lễ quán đỉnh, hàng ngày hành trì nghi quỹ, đọc tụng các thần chú, học hành giáo pháp là có ngày thành công thôi mà. Đừng lo, có khi 60 tuổi cũng còn là trẻ mà. 60 tuổi cũng đã là muộn đâu. Cho nên là không muộn. Không muộn, chị đừng lo về việc đó. Vẫn còn có Hải ở đây với chị. Hàng ngày Hải vẫn lên đây đọc cái video với chị, còn đồng hành với chị cho đến khi nào chị không nghe được video nữa thì thôi. Chứ còn như Hải đã nói đó, Hải có đọc 10 năm, 15 năm, 20 năm nữa không hết được chỗ sách của Hải. Một khi Hải đọc tính cả những cái bộ luận lớn thì đọc không thể hết được. Cho nên chị yên tâm, ngày nào chúng ta còn thở thì ngày đấy chúng ta còn thực hành và học tập giáo pháp. Hải cảm ơn chị và Hải chỉ có những lời khuyên như vậy thôi. Chị hoàn toàn không muộn để học giáo pháp. Và bây giờ đến em Nguyễn Mạnh Cường. Ồ, đây là người đàn ông duy nhất trong những cái câu hỏi này. À không, em Lê Đức Anh là đàn ông, Hải xin lỗi. Em Nguyễn Mạnh Cường. Em hỏi thế này. Em đã tu một thời gian, tất nhiên là không nhiều như anh Hải, nhưng em luôn nổi sân với những gì mình không thích và những thứ em không vừa ý toại lòng cứ liên tiếp đến với em trong mọi hoàn cảnh. Vậy anh có thể giúp em giải quyết vấn đề này không? Tất nhiên ai trong chúng ta cũng nổi sân với những điều mình không thích. Em Nguyễn Mạnh Cường ạ. Anh cũng thế, tất cả mọi người cũng thế. Chúng ta đã tu đến cái mức độ mà chúng ta điều khiển được cái cảm xúc của mình lên đâu. Anh vẫn nổi sân mà. Có những câu hỏi mà mọi người hỏi anh khó chịu, đôi khi anh cũng nổi sân vô cớ mà. Và đến ngày Xá Lợi Phất, ngày là đệ nhất trí tuệ của Đức Phật mà ngài đã chứng quả là hắn, ngài vẫn nổi sân vi tế mà. Đức Phật mắng ngài mà ngài còn dỗi một tuần mà. Không ngờ mình là một người thường. Thì đương nhiên mình phải nổi sân với những điều mình không thích, vì đấy nó là cái cảm xúc tự nhiên của chúng ta. Hôm qua anh có đọc cái, không hiểu mọi người có xem cái video nói về thân trung ấm của chúng ta không? Khi mà chúng ta bắt đầu nhập thai đó, là nhờ khi mà chúng ta nhập vào cái thi, chúng ta nhìn thấy cảnh cha mẹ đang giao hợp với nhau. Nếu như chúng ta có cái nhân làm con trai thì chúng ta sẽ tham luyến người mẹ. Nếu như chúng ta là nhân con gái, tham luyến người cha. Khi chúng ta nhập vào cái cảnh giao hợp như thế và chúng ta không được hưởng cái khoái lạc, chúng ta nổi sân lên một cái là chúng ta nhập thai. Thế có phải là bởi cái nhân đầu tiên cho cái thân người này nó đã là sân rồi? Cho nên cái sân này nó là một cái đức tính thường trực, nó sẵn có, nó không cần nuôi dưỡng, lúc nào sẵn sàng nó cũng nổi tung lên. Chỉ có cái đức tính từ bi, hiền hòa, nhẫn nhục, cái đức tính vĩ đại của chư Phật đấy, cái đức tính của những cái vị thánh đấy thì mới cần nuôi dưỡng, mà thậm chí nuôi cũng còn không nổi. Chứ còn cái sân này thì nó sẵn có trong tất cả chúng ta mà. Đó là chúng sinh mà, con người mà, cái phần con đấy, cái phần động vật của chúng ta là nó có cái sân ở trong đấy. Chúng ta thấy những con động vật hoang dã, không phải những con mà chúng ta nuôi nó đáng yêu nhá, những con động vật hoang dã cái nổi sân nó rất là dữ tợn nhá. Đấy nó là cái bản năng chung của tất cả chúng ta rồi. Chúng ta có phải là những cái vị trời vô sắc giới đâu mà không có cảm xúc sân.
nổi em như em luôn nổi sân với những gì mình không thích. Ai cũng thế, ai cũng luôn nổi sân với những điều mình không thích. Kể cái đoạn này lại phải xin trích một cái trong cái bài pháp của Ni sư Như Thủy ra nói nhé. Ni sư Như Thủy nói rằng là cô đi xe đò thôi, cô đi xe đò và cái xe đò nó lên một cái chuyến phà, cô nghe hai cái người người ta nói chuyện với nhau thôi. Một cái cô thì lại thích nghe cô Lệ Thủy, một cái cô thì thích nghe cô Bạch Tuyết ca cải lương. Hai cô cứ nói qua nói lại mà cái cô nào mà lại nói về cái cô mà mình không thích thì mình lại trong lòng mình cũng cảm thấy sân hận, và cái cô nào nói về cái cô mình thích thì trong lòng mình thấy vui. Tức là chỉ cái ý thôi cũng còn khiến mình sân hận cơ, chứ đừng có nói là lại những cái vấn đề trước mắt mình, thì đương nhiên là mình sẽ những cái gì mình không thích là mình cũng sẽ sân hận rồi. Tuy nhiên chúng ta là người tu, chúng ta nhận ra nó, chúng ta kiểm soát nó như một cái đặc tính tự nhiên, chúng ta không bám chấp vào nó và không bị nó chi phối, và chúng ta không sân, không tham, không si. Chúng ta đấy là cái mục đích để chúng ta thực hành giáo pháp. Ai cho chúng ta cũng thế thôi em ạ. Không có. Và những thứ em không vừa ý toại lòng cứ liên tiếp đến với em trong mọi hoàn cảnh. Vậy anh có cách gì giúp em giải quyết tất cả những thứ vừa ý và không toại lòng nó sẽ diễn ra hàng ngày trong tất cả đời sống này cho đến khi em, anh và tất cả chúng ta đều tắt hơi. Tắt hơi xong, không đủ phước, sinh vào những cái cõi không phải cõi trời thì chúng ta vẫn gặp hoàn cảnh không vừa ý. Chỉ trừ khi đủ phước báo để sinh lên cõi trời thì mới các vị thiên tử họ nghĩ gì là thành sự thật cái đấy, họ muốn cái gì là được cái đấy thì chúng ta mới vừa lòng toại ý. Còn chúng ta đang ở trong cái cảnh giới cõi người, những cái mà đặc biệt chúng ta đang ở trong cái thời đại suy thoái thì đương nhiên là chúng ta bất như ý nó là chính mà, bất toại nguyện là chính mà. Làm sao chúng ta có thể đòi hỏi được những thứ em không vừa ý toại lòng cứ liên tiếp đến với em? Nhưng mà nó sẽ là như thế, nó sẽ không vừa ý toại lòng cho đến khi cả anh và em đều nằm ở trong cổ quan tài và được đưa ra ngoài nghĩa địa. Ngoài ra không còn cách nào khác. Nhưng mà anh lại có một cái lời khuyên nho nhỏ này với em. Đến với em trong liên tiếp trong mọi hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh này chúng ta không thể lựa chọn được hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể chọn được cái tâm thế của mình trong những cái hoàn cảnh đó. Đấy là cái lời khuyên của anh. Và cái hoàn cảnh đôi khi cũng do ta tạo. Đôi khi anh không biết phải giải thích với em như thế nào, nhưng anh có một cái như này, anh có một cái ví dụ này để cho em dễ hiểu. Tức là khi mà mình đến một cái môi trường hoặc đến một cái hoàn cảnh nào đó, mình đặt ngay ra cho mình một cái giới hạn, mình đặt ngay ra cho mình một cái chuẩn mực, thì mình sẽ không phải chịu cái sự khó chịu từ những người khác. Ví dụ như khi đi sang Bồ Đề Đạo Tràng, anh nói luôn với tất cả mọi người rằng tất cả những kẻ nào không đang thực hành tu mật tông theo đúng nguyên tắc, đang lợi dụng mật tông để làm, yêu cầu làm ơn không ở gần hải, yêu cầu làm ơn đứng tránh xa hải ra, hoặc hải nhìn thấy họ hải sẽ không ngồi gần, không chào. Mình đặt ra luôn cho mình cái quy tắc như thế, để rồi mình không phải gặp những thứ chướng tai gai mắt, để rồi mình không cần phải gặp với những kẻ mình không thích. Thế là thôi, mình mãn nguyện. Tự mình đưa ra cái đấy. Có thể với người ngoài mình là một kẻ chảnh chọe, một kẻ kiêu kỳ, một kẻ thiếu đạo đức, vô lễ hộn, vân vân. Nhưng mình có nguyên tắc của mình. Mình đặt ra cái nguyên tắc đúng chuẩn mực, đúng kinh điển của mình. Mình là Phật tử, mình căn cứ vào kinh điển. Thì khi mình đã đặt đúng cái chuẩn mực, đúng cái kinh điển như thế, thì tự mình không cảm thấy hổ thẹn của mình, là mình thấy thoải mái. Mình thấy thoải mái, mình không thấy hổ thẹn của mình là được. Và Hải, ví dụ như Hải, ví dụ như anh chẳng hạn, anh ở đây là anh với em Nguyễn Mạnh Cường nhé, xin lỗi quý vị. Ví dụ như Hải, anh đây, anh có một nguyên tắc bất di bất dịch trong cuộc đời này. Ví dụ là đối với cả âm nhạc, anh chỉ nghe nhạc của những danh nhạc Việt Nam, chỉ nghe nhạc của những danh ca trước năm 1975, và cùng lắm, hiện đại lắm là cố danh ca Ngọc Lan. Ngoài ra anh không nghe bất kỳ loại nhạc nào khác. Và anh nói luôn với tất cả những người bạn của anh là yêu cầu khi có xuất hiện của Hải thì không bật nhạc bây giờ, làm ơn bật những danh ca kia, vì Hải không thể tiếp thu được cái nền văn hóa bây giờ. Thế thôi. Các bạn, nếu như các bạn muốn có sự xuất hiện của Hải thì làm ơn hãy chiều Hải một tí. Chứ ngoài ra thì mình đặt cho mình một cái giới hạn như vậy. Và những cái chỗ nào mình cảm thấy không ổn thì mình cũng đến. Thế thôi. Cái vấn đề nó chỉ có thế thôi. Mình không nói đấy.
trong mọi hoàn cảnh, và những thứ em không vừa ý toại lòng cứ liên tiếp đến với em trong mọi hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh đấy là cũng do mình. Như Hải chẳng hạn nhé, Hải học tại Nhạc viện Hà Nội từ năm lớp 9 đến năm lớp 12. Bây giờ cái Nhạc viện Hà Nội đấy nó đổi thành Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hải có một cái nhóm bạn học ở cái thời điểm, các chuyên ngành thì khác nhau nhưng nó vẫn có một cái lớp để học văn hóa chung với nhau, và các bạn cùng cái độ tuổi thì học chung một cái lớp đấy, mặc dù chuyên ngành học các loại nhạc cụ khác nhau, và bây giờ vẫn cứ họp lớp. Tuy nhiên là khi mà một số người họ trưởng thành, họ cái độ tuổi của họ già đi rồi, nhưng cái đầu óc của họ nó vẫn không thay đổi, và cái nhân phẩm của họ không những không tốt đẹp lên mà còn xuống cấp đi. Cho nên là mình phải đến họp lớp được một vài lần, nhưng thông qua cái cách nói chuyện, thông qua cái cách ứng xử thì mình thấy là ồ, nó không còn hợp với mình nữa. Mình không còn hợp với mình nữa thì mình có quyền từ chối, mình không cần thiết phải đến cái đó. Mình không tự tạo cho mình một cái hoàn cảnh không mà mình không toại ý vừa lòng. Thế thôi. Mình không việc gì mà mình phải vì người này, vì người kia, vì mối quan hệ nọ, vì mối quan hệ kia mà mình phải đánh mất đi chính mình. Mình không cần phải làm như thế. Hãy ở trong cái môi trường của nhạc viện, hãy thừa biết trong đấy nó là như thế nào. Mà không ngờ rằng là đến tận giờ này rồi mà các bạn ấy vẫn còn có những cái phát biểu, ngồi nói chuyện với nhau, bạn bè nói chuyện với nhau, mà Hải thấy có những người họ việc cái việc sử dụng ma túy ấy, nó lại một cái chuyện rất là bình thường với họ. Có khi Hải phản ứng việc đấy thì họ lại nói là ôi dồi ôi bạn ơi, bây giờ ai mà chả chơi. Đó là một cái phát biểu mà nó rất là vơ đũa cả nắm, với phát biểu đánh đồng nghĩ ai cũng như mình, và một cái phát biểu nó rất là vô loài. Cho nên là Hải thấy là không cần thiết là phải tiếp tục duy trì cái nhóm đấy. Quý vị phải biết nhá, tự mình, kể cả em Nguyễn Mạnh Cường, em phải biết này. Thứ nhất, mình là một người Phật tử. Thứ hai, bản thân mình phải khẳng định được mình là ai. Thì đến lúc đấy mình mới tạo ra được một cái hoàn cảnh. Cho nên khi mà ở trong cái môi trường của Nhạc viện Hà Nội, bây giờ gặp những cái bạn của mình từ ngày xưa, họ cũng phát biểu những cái lời như thế. Và sau này khi Hải ra làm thời trang, Hải cũng gặp những cái, Hải làm cho những người nổi tiếng ấy, Hải lo cái phục trang những người nổi tiếng, vô tình mình biết cái cuộc đời của họ, thì mình cũng thấy rằng là nó chẳng nhẽ mình là người đệ tử Phật, chẳng nhẽ mình cũng xuất thân từ những cái môi trường đấy mà mình lại phải nói ra những cái lời lẽ nặng nề, thì nó không hay. Còn nhưng mình phải biết mình là ai. Hải có một kỷ niệm này là Hải muốn kể cho quý vị nghe, và Hải cũng đã nói rất là nhiều lần khi Hải du học ở Ấn Độ đó. Okay. Khi mà quý vị đến cái bờ sông Hằng ở cái thủ phủ Varanasi đó, quý vị sẽ thấy một cái tu viện rất là đẹp. Cái tu viện đó rất là đẹp, và cái tu viện đó nó nằm ở bên bờ sông Hằng, rát vàng rát bạc, nhưng đặc biệt là nó không có bất kỳ một người nào là không có bất kỳ một cái người nào đến cái tu viện đó để ở cả. Thì khi mà Hải lúc đó Hải còn ngây thơ lắm, Hải mới vào đấy để Hải xem cái tu viện của Hindu giáo, nó rất là đẹp. Thì khi mà Hải vào trong Hải xem, Hải đi ra ngoài thì Hải gặp một ông bất thình lình, của một ông đạo sĩ, ông chặn cửa của Hải và ông nói: mày là ai, tại sao mày đến đây? Thì bắt đầu Hải sợ quá, Hải mới trình bày: tôi là du học sinh của Việt Nam, tôi học tại chỗ này và là đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi đang theo truyền thống Tây Tạng, vân 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 vân, và mây lúc đấy cuống lên rồi không biết nói cái gì. Thì bắt đầu mới được cái ông đạo sĩ đâu mới bảo là: mày cũng là đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma, mày cũng là một vị tu sĩ, mày cũng là giai cấp Sa Môn Bà La Môn, tại sao mày bước chân vào cái điện thờ của cái thằng hạ tiện này? Thì mình mới ngớ người ra, mình ngạc nhiên. Thì sau này phân bua chán chê với cái ông tu sĩ đấy, thì mình bảo là tôi chỉ vào đây là tôi tham quan thôi, chứ tôi không có vào đây là để hành trì hay lễ lạy cái gì hết. Nhưng mà sau đấy bắt đầu Hải mới đi vào nhà dân, bắt đầu Hải mới hỏi, thì mới biết được rằng là cái tu viện đấy là ngày xưa, không phải ngày xưa mà được xây dựng bởi một cái ông tỷ phú người Ấn Độ, nhưng ông này lại xuất thân là dân Cùng Đinh. Cho nên cái ông đạo sĩ ông mới nói là cái thằng xây cái tu viện này là dân Cùng Đinh. Thánh thần cũng không chấp nhận nó, thánh thần cũng không dung thứ nó. Và các tu sĩ
các sa môn bà la môn đương nhiên cao quý không được phép bước chân vào cái tu viện này, như thế là xúc phạm danh dự của giai cấp cao hơn. Và như quý vị đã biết, cái luật của Mã Nổ ngày xưa là cái luật của cái giai cấp, cái luật của bà la môn ngày xưa ấy, cho đến tận bây giờ nó duy trì đến tận bây giờ rất là ghê gớm. Giai cấp của Ấn Độ nó có 4 giai cấp. Giai cấp đầu tiên là giai cấp sa môn bà la môn, tức là giai cấp tu sĩ. Những người này độc quyền trong việc tụng kinh, tế tự, liên thông với thánh thần. Giai cấp thứ hai là giai cấp vua chúa, nắm giữ quân đội và quyền lực chính trị. Giai cấp thứ ba là giai cấp giàu có, thương gia, đài các, quý tộc. Giai cấp cuối cùng là giai cấp nông dân và giai cấp thủ công, dân nghèo, thành thị. Một cái giai cấp thứ năm không thuộc bất kỳ một giai cấp nào, đó là giai cấp cùng đinh. Cùng đinh hạ tiện, sống ngoài xã hội, sống ngoài pháp luật. Vào thời Phật, những cái người thuộc giai cấp hạ tiện mà dám nghe những người giai cấp cao tụng kinh, họ sẽ bị nấu chì đổ vào tai. Và họ không bao giờ được phép đi để dẫm lên cái bóng của người thuộc giai cấp cao hơn. Và họ chỉ cần họ uống nước vào, họ uống nước trong cái giếng nước của giai cấp cao hơn, họ sẽ bị đánh chết. Và cái họ nhìn vào đâu? Họ nhìn vào người cao quý, nhìn vào đâu là họ phải rửa cái chỗ đấy. Và nếu nhìn vào quần áo thì phải xé cái quần áo đấy mà vứt đi. Tức là cái ánh nhìn của bọn hạ tiện thôi cũng khiến bẩn thỉu và không có cái gì gột rửa. Và lúc nào họ cũng phải đeo những cái chuông ở trên bàn chân này này. Để làm gì? Đi động len keng. Để làm gì? Để những người thuộc giai cấp cao nghe thấy biết đường mà tránh. Và những cái người thuộc giai cấp bà la môn á, họ sẽ đeo những cái chìa khóa bên hông này này, để chứng tỏ rằng chúng tao là những người có đủ trí tuệ để mở ra các kho tàng kiến thức của vũ trụ, mở ra các điều bí mật của những vị thần độc quyền của giai cấp bà la môn. Và đến bây giờ xã hội Ấn Độ vẫn thế. Bệnh viện cũng có bệnh viện cho giai cấp quý tộc, bệnh viện cho giai cấp nghèo, chợ cũng thế, trường học cũng thế, phân chia hết tất cả giai cấp. Và trong các điện thờ của Hindu giáo á, cái điện thờ của Hindu giáo ấy, nó cũng phân chia các giai cấp rõ ràng. Có 4 cái giai cấp thì nó có 4 cái bậc thờ khác nhau. Quý vị phải hiểu cái điều đấy. Và một cái giai cấp, cái giai cấp không thuộc giai cấp nào đấy, giai cấp cùng đinh. Và giai cấp cùng đinh thì chủ yếu gọi là nô lệ. Và những cái đám hát sướng, những cái đám sướng hát, nó đều bắt nguồn từ bọn nô lệ hạ tiện. Và cái từ sướng ca vô loài đấy, nó bắt nguồn từ đời nhà Chu của Trung Quốc, là cũng bắt nguồn từ cái đoàn nô lệ. Trong cái văn hóa không phải của Hindu giáo mà của Khổng giáo, nó cũng chia xã hội ra làm 4 giai cấp: sĩ, nông, công, thương, đúng không? Chỉ khác mỗi là cái nhà nông thì nó cao cấp hơn bọn thương gia giàu có thôi, bởi vì là cái người làm ăn, làm ra sản phẩm. Còn bọn thương gia là bọn ăn chênh lệch thì thấp kém hơn. Người sĩ tức là người trí tuệ, là người có học, đứng lên hàng đầu. Sĩ nông chỉ sau người nông dân, là chỉ sau có người trí thôi đó, là người làm ra của cải vật chất cho chúng ta ăn. Và cái bọn sướng ca vô loài là bọn con hát, bọn nô lệ. Nó tại sao gọi là vô loài? Vì nó không thuộc cái loài nào. Đáng, gọi là vô loài là không đúng nha. Gọi là vô loại vì nó không thuộc cái loại nào. Nhưng những cái từ ngữ như thế nó có nặng nề không? Mà Đức Phật của chúng ta có xiển dương cái điều đó không? Đồng ý chúng ta là những người Phật tử. Đức Phật đã từng nói không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. Đức Phật đã khẳng định sự phân chia giai cấp của Bà La Môn giáo là độc ác. Khi Đức Phật đã nói chuyện với cả những người Bà La Môn, Đức Phật nói họ, Đức Phật cũng là bắt nguồn từ giai cấp vua chúa nhá, giai cấp cao trong xã hội nhá. Mà những người giai cấp Bà La Môn, Đức Phật mới hỏi là thế nào là một người Bà La Môn thuần tịnh. Thì cái ông đạo sĩ nói là 7 đời bên cha là Bà La Môn, 7 đời bên mẹ là Bà La Môn. Người đấy phải có đẹp trai, phải có hình thức, phải biết ngân nga sướng tụng kinh Vệ Đà. Thì Đức Phật mới nói nếu như người đó tà dâm, người đó trộm cướp, người đó nói dối, uống rượu, phạm ngũ giới thì người đấy có được gọi là cao quý không? Ông Bà La Môn bảo không. Phạm những điều xấu thì làm sao mà lại là người cao quý? Thì Đức Phật mới khẳng định một điều rằng là cái sự cao quý không phải nằm ở giai cấp mà nằm ở hành động cá nhân. Cho nên là có nhiều người họ nhìn thấy cái đám bây giờ đó nó làm bậy nhiều quá, cho nên đâm ra người ta dùng cái từ sướng ca vô loài là không phải chỉ nói về nguồn gốc của cái đám hát sướng mà còn nói về cả cái nhân phẩm của bọn họ.
Hải học nhạc viện, Hải đi tiếp xúc, xin lỗi quý vị Hải học trong đây Hải biết hết nguồn gốc của cái đám nghệ sĩ nổi tiếng bây giờ ngày xưa nó như thế nào, mà không phải chỉ có nguồn gốc, gia đình của chúng nó cũng bẩn thỉu như thế. Chẳng nhẽ bây giờ mình đi nói ra, mình lại là một người Phật tử mình không nói ra, mà mỗi lần họp lớp ấy, khi mà nói về ma túy chúng nó cứ nói như không ấy, chả biết xấu hổ gì cả, còn nói là ai cũng chơi, thế có phải là một cái phát ngôn vô loài không quý vị? Có ai đi nói thế? Còn bây giờ quý vị thấy nhá, có những cái người ngày xưa đó, tại sao mà Hải không hiểu, Hải rất là hâm mộ những cái danh ca của thập niên trước năm 1975, trong đấy có Lệ Thanh, Thái Thanh, Thanh Thúy, các cô ấy sống khác lắm, các cô ấy sống, và đặc biệt là nữ danh ca Lệ Thanh, cái thời gian hoạt động nghệ thuật của bà nó chỉ vỏn vẹn có 10 năm, từ năm 1950 đến năm 1960, và khi bắt đầu bà lấy chồng thì bà ngừng, bà không hát nữa, và nhạc sĩ Đỗ Lễ đã viết bài là nếu biết rằng đời là dây oan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thả dương gian đừng có chúng mình. Bởi vì ông yêu bà ấy, bây giờ bà đi lấy chồng thì ông ấy buồn, ông viết những cái bài nhạc đó. Và khi cái bản chất của nữ danh ca Lệ Thanh, bà rất khó tính, khi hát ở trong phòng trà, hát ở đại nhạc hội, không bao giờ bà cho phép được chụp hình bà đưa lên, mà chỉ được đề cái tên Lệ Thanh và không bao giờ gặp gỡ báo giới. Và khi đã lấy chồng rồi, không bao giờ đi hát nữa, cắt đứt từ đó. Và mãi về sau này, một lần duy nhất hiếm hoi, sau năm 1975, sau 30 tháng 4 năm 1975, thì bà sang Canada để định cư và từ chối tất cả mọi lời mời của những cái băng nhạc, trung tâm băng nhạc ở tại hải ngoại. Và mãi cho đến năm 1997, trong cuốn Asia số 15, nói về sự nghiệp của nhạc sĩ Anh Bằng, đến cuối chương trình bà mới xuất hiện bên cạnh nhạc sĩ Anh Bằng để chào khán giả, mà cũng lặng lẽ bên cạnh nữ danh ca Hà Thanh và nhạc sĩ Anh Bằng, và chỉ cúi chào khán giả, cũng không mở miệng ra nói câu nào. Tức là cái nhân phẩm và cái danh dự của người ta rất là lớn. Và Hải tiếp xúc với rất nhiều những cái vị bằng xương bằng thịt với những nữ danh ca đấy rồi, bởi vì Hải hâm mộ các vị ấy. Hải tiếp xúc với nữ danh ca Khánh Ly, nữ danh ca Mùa Thu Lá Bay, nữ danh ca Kim Anh, thì cái nhân phẩm của họ nó khác lắm. Hải không, đấy là Hải cứ thắc mắc là tại sao sau năm 1975 cũng chẳng ai sáng tác được ra những cái bài gì hay, mà cái nhân phẩm danh dự của cái tầng lớp nghệ sĩ nó lại xuống cấp đến như thế là cùng. Hải gặp nữ danh ca Kim Anh thì Hải lo trang phục cho bà, và Hải rất thân và yêu tiếng hát của bà. Và bà có dạy Hải một cái này mà Hải còn nhớ mãi. Con người ta sinh ra nổi tiếng hay không, nó có số rồi, nó có cái ngôi sao rồi. Nếu như cái người nào ấy đẻ ra cái ngôi sao ở trên đầu thì người ta chả làm gì người ta cũng sẽ nổi tiếng. Còn cái người mà sinh ra cái ngôi sao ở trên vai ấy, tức là lúc nào cũng phải gánh cái sự nổi tiếng trên vai ấy, thì nó cực nhọc, nó khổ lắm. Hải thấy bây giờ nó đúng là những gì chân lý. Ví dụ như chính bản thân bà Kim Anh là người Quảng Đông, bà có hát đâu. Mãi về sau bà được ông Lam Phương, ông ấy dụ để đi hát. Ông Lam Phương phải dụ bà hát nhá, chứ ca sĩ bây giờ muốn gặp ông Lam Phương còn khó. Ông Lam Phương dụ bà, biết bà thích uống bia, mang chính mồm bà Kim Anh kể nhá, mang bia đến nhà bà Kim Anh. Bà Kim Anh bảo này đừng có thấy tôi uống bia mà dụ tôi đi hát nhá. Thế là cuối cùng ông lại tập cho bà Kim Anh hát bài Mưa Lệ. Bà Kim Anh là người hát bài Mưa Lệ vô cùng hay, được nhạc sĩ chính thức tập cho và đưa cái bước đường danh vọng của Kim Anh lên rất là nhanh, chả cần phải cố gắng gì. Với cái giọng hát như thế, cái nhân diện như thế, tôi nổi tiếng rất là nhanh. Còn bây giờ quý vị thấy không, những cái người cố đeo cái ngôi sao trên vai này này, làm đủ mọi trò để mình nổi tiếng hát thì không hay. Hát những cái ca từ mà những người có học người ta nghe, người ta không thể chấp nhận được. Làm đủ mọi trò để mình nổi tiếng, nó khoe từng cái nhẫn này, khoe từng cái túi sách hàng hiệu này, khoe từng cái nhà, khoe từng cái xe, xong mà nó lại hèn thế, xong mà nó lại tồi tệ, lại vô loại. Còn chưa kể đi toàn là có chồng, có con với chồng người ta không à, rồi phụ bạc những cái người mà đã cùng với mình, rồi cặp với cả bồ trẻ, rồi hiên ngang đi khắp nơi. Đấy, cái cô ca sĩ nào đấy bỏ chồng rồi cặp với cả bồ trẻ hiên ngang đi khắp nơi, không biết xấu hổ, kỳ cục vô cùng quý vị. Cho nên là chúng ta phải hiểu một cái vấn đề rằng là mọi thứ chúng ta phải biết mình là ai, biết được cái thân phận của mình. Những cái thứ như là nhẫn kim cương ấy, nó có nói lên điều gì đâu quý vị. Hải đã từng có một cái túi Chanel 16.000 đô, Hải dùng hàng hiệu đầy ấy.
Hải có những cái bộ vest của Valentino đến 2.000 đô, 3.000 đô. Nước hoa thì một núi, toàn những cái loại xa xỉ. Chanel với Dior là giá thấp rồi. Hải có những cái loại mà Hải được tặng của những cái chị đại gia, họ đi Dubai về Hải họ tặng Hải. Được chiết xuất từ cây tầm ma với cả lá thuốc phiện. Cái mùi của nó thì mê hoặc vô cùng, ma mị và mê hoặc. Nhưng rồi để làm gì? Tất cả mọi thứ có ý nghĩa gì đâu. Hải ở cái khu thành công, cái khu ổ chuột, ai ở Hà Nội thì sẽ biết cái khu thành công. Ở ngay bên mé chợ, cái khu thành công này nó có một cái hàng loạt cái dãy Sida, bán quần áo Sida, bán túi sách Sida. Có sách cái túi Chanel 16.000 đô với cả một cái túi Chanel fake vứt lăn vứt lóc ở đấy cũng chả ai biết. Cho nên cái nhân phẩm và cái danh dự của chúng ta không quyết định bởi những cái thứ hàng hiệu đấy. Để làm gì? Đến bây giờ Hải có cả một tủ giày toàn giày Louis Vuitton đế đỏ nha. Hải không có mặc những đồ linh tinh, những cái bộ suit mà Hải mặc Hải up ở trên Facebook trang cá nhân cũng như trang cộng đồng. Nếu không phải mua của những hãng lớn thì nó hoặc là mua của những hãng lớn hoặc là phải tự may đo theo đúng vực cỡ vừa với người của Hải. Hải không mua hàng có sẵn. Nhưng mà để làm gì? Những cái thứ đấy nó đâu nói lên điều gì đâu quý vị. Tồi tệ đến cái mức mà khoe những cái thứ đó ra. Có những người khoe những cái thứ đó ra. Nữ danh ca Khánh Ly, bà nói là quan trọng của người nghệ sĩ là cái trái tim mình có cái gì, cái khối óc mình có cái gì, chứ còn những cái đồ hiệu này hàng giả nó đầy. Cho nên những cái người nó kém phẩm chất, nó kém tư chất đến cái mức độ mà nó phải đi khoe những cái thứ nó bần tiện ra như thế, những cái thứ hèn mọn ra như thế, chả để làm gì, những thứ chả làm gì đấy. Bao nhiêu hàng hiệu của Hải bây giờ vứt ở trong kia, bọn mèo nhà nuôi 7 con mèo Tây nó giày vò cả ngày cũng nát bươm hết rồi, làm cái gì, lông mèo lông mả vứt bay tứ lung tung. Mà Hải lại thích cái giống mèo Anh lông dài, nó rụng lông kinh khủng quý vị, nó bám hết lên là hỏng hết đồ. Có ý nghĩa gì đâu, có giá trị gì đâu, không có giá trị gì hết. Cho nên là những cái danh ca ngày xưa đó, người ta sống tư cách như thế, người ta sống tử tế như thế. Cho nên trên đời không có giai cấp, Đức Phật nói không giai cấp. Cái hành xử, cái nhân phẩm của mình sẽ quyết định mình có giai cấp nào. Và đối với cả em Nguyễn Việt Cường ạ, mình phải hiểu mình đang ở đâu, cái nhân phẩm, cái danh dự của mình ở đâu, thì mình sẽ gặp những cái người ngang hàng với mình như thế. Mình chỉ gặp những cái người ngang hàng như mình thì mình mới vừa lòng tỏa ý. Còn mình đã gặp những cái người mà cả nhân phẩm, cả tất cả mọi thứ nó kém hơn thì làm sao mà mình tỏa ý cho được. Cho nên là cái hoàn cảnh cũng ở nơi mình, cũng ở nơi mình sắp xếp. Cho nên là Hải đã đặt ra những cái danh giới như thế. Sau khi những cái gì nó quá ranh giới, gặp những cái người bạn trong nhạc viện cũ ăn nói như thế, Hải nói từ nay trở đi Hải không bao giờ đến họp lớp nữa, để không phải nghe những cái câu nó quá vô loài và nó phản lại nghệ thuật như thế được. Quý vị thấy đấy. Và họ rất là tự hào, không hiểu tự hào cái gì. Mà âm nhạc, mà đặc biệt trong âm nhạc Hải rất là kỵ. Bởi vì Khổng Tử Hải đã dạy, muốn biết một quốc gia thịnh hay suy thì nghe xem cái dân trong cái đất nước đấy thưởng thức cái loại nhạc gì là biết. Và bản thân Đức Phật chúng ta có một ông nhạc sư, ông ấy đến, ông ấy nói Đức Phật là cả đời tôi đã hát để làm vui cho thế gian, có phải sau khi chết tôi sẽ được sinh lên thiên đàng hào khiếu hay không? Đức Phật mới nói không, khi chết ông sẽ đọa xuống địa ngục hào khiếu. Và ủa sao đọa địa ngục, tôi có làm gì đâu mà đọa địa ngục? Đức Phật mới bảo là bởi vì ông làm cho tâm chúng sinh bị sao động nhờ những bài hát của ông. Khi ông sáng tác những bài hát vui họ sẽ vui, ông sáng tác những bài hát buồn họ sẽ buồn, tâm họ không nằm trong đại định mà liên tục buồn vui buồn, đấy là tội ác. Cho nên ông sẽ bị đọa xuống địa ngục hào khiếu chứ không phải lên thiên đàng hào khiếu đâu. Thế cho nên quý vị phải hiểu cái âm nhạc nó tác động mạnh mẽ đến con người như thế nào. Và khi mình nghe một người, mình còn nhìn cả cái nhân dạng của họ và rồi cái tần suất, cái tần âm của họ ám vào người mình thì mình sẽ trở thành cái người như thế. Cho nên Hải nhất quyết, Hải chỉ nghe những cái danh ca của thập niên trước năm 75 và cố danh ca Ngọc Lan. Hàng ngày được nhìn thấy cái nhân phẩm và cái danh dự của họ. Cho nên khi Hải đi sự kiện và khi Hải đi show thì Hải yêu cầu có những cái nơi họ chỉ mời Hải đến dự nhưng họ đã in hình cái mặt của Hải trên cái poster và Hải không hài lòng. Hải bắt phải gỡ xuống. Hải học cái sự khiêm tốn, Hải học cái sự kín kẽ của những cái vị danh ca ngày xưa. Những vị đấy mới là nghệ sĩ. Chứ còn bây giờ là cái đám sướng ca vô loài hết. Rồi làm đủ mọi trò, rồi quyên tiền từ thiện các kiểu.
quý vị thấy vô lý không? Quý vị thấy vô lý không? Nếu mồm chúng nó bảo là chúng nó làm từ thiện từ tâm, xin lỗi, làm từ thiện từ tâm thì lấy tiền của mình ra mà làm, sao lại đi quyên tiền của người khác? Quyên tiền của người khác đấy không phải là từ tâm nữa rồi, mà đấy là trách nhiệm. Mà như quý vị đã biết nhé, các nghệ sĩ lớn trên thế giới họ không quyên tiền cho họ, nó có các tổ chức từ thiện. Các nghệ sĩ đấy đứng ra để quyên góp cho cái tổ chức từ thiện đấy. Cái tổ chức từ thiện này nó có các ban bệ rõ ràng, chi tiêu ra làm sao, hoạch định thế nào, công khai hết tất cả. Chứ không phải là chuyển tiền cho một cái cá nhân đấy. Cá nhân đấy làm gì không ai biết. Thế cho nên quý vị không truy xét cái nguồn gốc của nó, không nhìn vào cái nhân phẩm của nó, mà quý vị lại dốt nát lại đưa tiền vào tay nó. Sau đó lại hôm trước thì ca ngợi, hôm sau đã thấy quay ra chửi rồi. Thế thì có phải mình chính bản thân mình tự bôi nhọ mình không ra gì không? Hải không có quyên góp cho ai hết. Quan niệm của Hải là tất cả chúng ta hãy giúp những người xung quanh. Những người xung quanh chúng ta còn khổ cái kìa. Sao chúng ta không giúp những người xung quanh chúng ta trước? Chúng ta cần gì phải giúp những người gì đấy xa vời? Những người hàng xóm chúng ta thôi. Nếu gia đình anh em chúng ta đã hết rồi thì hãy nhìn xem những người hàng xóm họ có hạnh phúc hay không. Chỉ cần tất cả chúng ta đều như thế thì cả xã hội sẽ yên ấm. Vì ai cũng lo cho những người xung quanh, từ những người xung quanh đến lại lo tiếp cho những người xung quanh nữa. Cần gì phải giao tiền vào tay ai và để rồi cả xã hội này loạn lên chỉ vì một đám sự ca vô loài. Quý vị thấy nó có ổn? Đấy là do mình đã lựa chọn cái tần suất đấy, mình đã chọn cái loại đấy, mình đã nghe những cái loại đấy, mình đã ám cái nghiệp lực của chúng nó vào người mình. Cái điều này nó lại trùng với cái việc trong học lớp triết học của Hải dạy, Hải được học. Cùng là nước, nhưng chúng ta là cõi người, chúng ta nhìn thấy nó là nước. Nhưng ngạ quỷ thì lại nhìn thấy nó là máu mủ. Và chư thiên thì lại nhìn thấy đấy là cam lồ. Vì cái nghiệp lực cho nên nó nhìn thấy cái vấn đề đấy nó khác nhau. Nó là như thế. Với ngạ quỷ thì mặt trời vào mùa đông nó lại trở thành vô cùng là lạnh giá, bút. Còn cái mặt trăng vào mùa hè, thay vì được nhìn thấy ánh mặt trăng mát lành, thì với ngã quỷ cái ánh trăng đấy lại trở thành lửa đốt, vô cùng là nóng bức, thiêu đốt ra thịt. Là bởi vì cái nghiệp lực của những cái chúng sinh đó. Cũng giống như cái cây xào xạc ở ngoài kia, chúng ta nghe thấy rừng cây xào xạc đôi khi chúng ta nghe thấy rất là ghê rợn, nhưng chư thiên thì lại nghe thành thiên nhạc. Còn ngã quỷ thì lại nghe thấy những tiếng độc, những tiếng trống thuỳnh thuỳnh mà không thể nào mà chịu đựng được, đó do nghiệp lực. Tại sao chúng ta không thích những cái lời hay, cái lời ca tiếng đẹp, những cái nhân phẩm cao cả của những danh ca trước năm 75 mà chúng ta lại thích cái bọn vớ vẩn bây giờ, cái bọn từ ca từ cho đến nhân phẩm của nó xuống cấp như thế? Vì sao? Vì cái nghiệp của chúng ta là tương ứng với cái bọn đấy, cho nên chúng ta mới thưởng thức cái văn hóa của bọn đấy, chúng ta mới cảm thấy tin tưởng để giao tiền vào tay của cái bọn đấy, là do cái ác nghiệp của chính chúng ta. Cho nên một cái nơi nào mà ác nghiệp nhiều ấy thì cái lũ đấy nó sẽ hưng thịnh. Còn những người nghệ sĩ chân chính thì chẳng ai biết đến. Thế cho nên em Nguyễn Việt Cường, sự bất mãn của em, sự bất thỏa mãn của em cũng nằm ở cái việc chính em đã không tạo ra cho mình một cái ranh giới đó tự bảo vệ em và tự khẳng định con người em. Thế thôi. Và Hải cũng không còn gì để nói. Và hôm nay đây, Hải khẳng định với quý vị thêm một lần nữa, Hải nhận được tin nhắn của bạn Hoàng Diệu. Bạn ấy nhắn như thế này: chào bạn, mình muốn hỏi Kinh Luân cầm tay cộc lốc như thế. Và bạn gửi cái hình này, Hải đứng lại gần đây để cho mọi người nhìn. Hải không biết phải trả lời bạn ấy như nào. Và Hải đã liên tục Hải nói trên các kênh của mình rằng là Hải không phải làm kinh doanh. Hải là kênh của Hải là kênh đọc sách. Và chứng tỏ cái con người này hoàn toàn không hề biết gì về Hải, không chịu nghiên cứu gì về Hải. Vào đấy nghe được vài phút rồi bắt đầu có những cái hành động thiếu văn hóa này ngay lập tức. Mình muốn hỏi Kinh Luân cầm tay. Chào bạn, mình muốn hỏi Kinh Luân cầm tay là như nào? Hỏi cái gì? Hỏi mua? Hay là hỏi về nó Hải đã nói trên YouTube. Mà về việc Hải có mua bán hay không, Hải đã comment những người ở bên dưới. Hỏi như này Hải không biết trả lời như nào. Và đôi khi có những người họ nhắn tin này Hải không trả lời, họ sẽ nghĩ Hải là người thiếu lịch sự và thiếu văn hóa.
Thưa quý vị phải biết, Hải lên đây chỉ để đọc giáo phao, ngoài ra không có mục đích nào khác. Nếu như Hải kinh doanh, Hải đã ghi cái chữ vật phẩm kinh tâm linh, kinh doanh tâm linh Lê Hoàng Hải và chèn thêm cái đường link cái shop của Hải bên dưới. Đây làm gì có. Hải ghi rõ cái miêu tả cái trang YouTube của Hải là nỗi niềm bé nhỏ của Hải là muốn dâng hiến những đầu sách quý giá, không chịu nghiên cứu người khác. Cái thể loại này là thể loại mà tay nhanh hơn não này này. Vào nói như này Hải ái ngại, Hải không biết trả lời như nào. Và thưa quý vị biết đấy, người ta làm kinh doanh ấy, nếu mà nó kinh doanh online theo cái kiểu review, cái kiểu nói chuyện như này này, thì nó phải giống như là cái chị mà giảng về luật hấp dẫn cơ. Là nó cái chị đấy là chị làm cả một cái group fan hâm mộ, là chị có bán vé cơ nhá. Họ chị còn tổ chức cả một cái buổi bán vé để mà fan hâm mộ đến để gặp mặt chị để chia sẻ về đời sống nhá. Và làm những cái video rất là cầu kỳ, có kịch bản hẳn hoi, có đủ các kiểu hẳn hoi, nó có cả một ekip. Và cái chị gì đấy, cái chị reviewer mà khô chân gân mặt gần đây ấy, bán cái của khỉ gì ấy, mà đang chửi nhau ầm ầm lên ấy, nó có cả một cái ekip. Chứ ở đây Hải làm gì có cái ekip khỉ khô gì, quay thì quay bằng cái điện thoại, một mình tự biên tự diễn đến trả lời câu hỏi của quý vị, là cũng tự trả lời mà cũng có soạn kịch bản đâu, có câu hỏi gì là trả lời câu hỏi đấy, có cái gì trong đầu thì nói cái đó. Cho nên nó làm gì có mục đích gì, nó làm gì có cái mục đích kinh doanh gì. Ngay từ đầu Hải nói lên đây không phải để kiếm fan hâm mộ, làm sao mà kiếm fan hâm mộ được. Hải là một người có cái sắc đẹp ở trung bình, không đẹp, ăn nói thì thô lỗ, láo mất dạy, ai người ta ưa. Nó phải ăn nói ngọt ngào thì nó mới bán được hàng, nó ăn nói ngọt ngào thì người ta mới donate tiền cho nó. Đây mình nói luôn, tôi không cần ai donate. Thế thì kinh doanh, thế theo quý vị nhá, có nhiều người buồn cười lắm quý vị ạ, có nhiều người mà chính là người nhà của Hải luôn nhá, họ không hiểu gì về Hải. Đôi khi mình trách người ngoài cũng vô lý đấy, người nhà mình còn chẳng hiểu mình. Có những người họ bảo ô em xem cái kênh của bác ấy, em thấy những cái mà bác đối đáp mật tông ấy thì nó được nhiều view hơn, hay bác cứ làm như thế. Ủa sao như thế? Tất cả cái việc, tất cả những cái clip mà Hải nói chuyện với quý vị này này chỉ để giao lưu với quý vị thôi, không thể có bất kỳ một kiến thức nào trong này được đâu. Kiến thức là nằm trong những cái quyển sách mà Hải đọc ấy, tu học nó nằm trong đấy ấy. Còn những cái này nó chỉ là nói chuyện phiếm cho vui thôi, không giải quyết vấn đề gì. Thế thì cứ làm mãi những cái câu nói chuyện này để làm gì? Rượu lạt uống lắm cũng hay, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm, mà nói dài thành ra nói dại thôi. Nói hết chuyện mình nó sẽ sang chuyện người. Cũng giống như ông Thượng Tọa Ích ấy, khi cái truyền thống của ông ấy, cái giáo pháp của ông ấy nó cạn cợt, nó chẳng có cái vẹo gì, thì đâm ra ông ấy không nói được của ông ấy, ông sẽ nói sang chuyện của người khác, ông nói sang cái truyền thống của người khác, như thế có phải là dại không? Xong rồi yêu cầu Hải đặt cái kết hợp để đặt link bán quyển sách. Quý vị bán cái quyển sách nó được bao nhiêu tiền, kể cả bán kinh luân nó được bao nhiêu tiền, thì có khi mà Hải đã bán những cái thứ này rồi thì quý vị sẽ nói à, thì ra nó mục đích của nó lên đây hàng ngày không phải là để đọc sách cho cống hiến trí tuệ cho quý vị, không phải là để truyền bá giáo pháp, mà mục đích của nó chỉ là kinh doanh thôi, rất là tầm thường. Thế có phải là dại không? Có phải là chỉ vì những cái hành động, chỉ vì vài ba cái đồng xu lẻ mà khiến cho quý vị coi thường Hải? Như thế nó có đáng không? Hải đã nói trong một cái clip rồi, giáo pháp là cổ giả. Nếu như giáo pháp được đổi ra tiền thì quý vị không bao giờ có tiền để mua. Xin lỗi quý vị nhé, xin lỗi bạn Hoàng Diệu nhé. Cái kinh luân này này, cái kinh luân trong cái clip Hải giới thiệu về kinh luân này, cái kinh luân này là do tu viện Lu Ngon của Ngài Hung Ca Rinpoche phát hành, mà chỉ có các Phật tử trong đạo tràng mới được có. Người ngoài đừng hòng mà mua, có tiền không mua được. Bởi vì làm sao, cái kinh luân này bên trong nó có chứa 6.554 câu thần chú và các bài nguyện của Đức Ojen Zambala, một mật điển được khai mật tạng bởi Lama San. Và cái kinh luân này trong suốt cái quá trình hàng chục năm nó mới được làm ra lần này lần thứ hai để khôi phục kinh tế. Một lần Lama San làm để khôi phục kinh tế ở bên Mỹ, một lần là, và lần này các ngài làm cái kinh luân này để khôi phục kinh tế sau cái Covid cho người Việt Nam, cho các đệ tử của người Việt Nam mà đệ tử của dòng truyền ngài Lama San. Không bao giờ được phép số lượng bao nhiêu là chỉ mặt từng người,
để mà đặt kinh luân, bởi vì ngài Hung Ca Rinpoche rất khó tính. Nếu như mà nó đặt trội lên là ngài hỏi ngay, trội ít ngài cũng hỏi, hỏi tại sao ngài phải hỏi, thì nhỡ may chúng mày đặt cái kinh luân này ra, chúng mày mang danh tu viện để chúng mày đem ra bán, có phải là mất danh dự của tu viện không? Thế có phải là cái việc kinh doanh này nó có ảnh gây ảnh hưởng đến giáo pháp không? Ảnh hưởng quá đi chứ. Và đừng nghĩ rằng cứ có tiền mà mua được những thứ này, không có đâu. Quên đi, đừng bao giờ ai hỏi việc Hải mua sách như thế nào, anh Hải mua hộ em hay anh Hải bán cái gì, anh Hải không bao giờ làm chuyện đó nhé. Kênh này không là bán hàng, Hải không phải là các reviewer, Hải không phải là các TikToker, YouTuber của khỉ, Hải không là cái gì hết, Hải chỉ ngồi đây và đọc sách cho quý vị chấm hết. Ngoài ra không làm những cái trò đấy, Hải không bán khẩu trang, Hải không phải đến cái mức mà làm trò hề để câu view. Hải không thể từ đàn ông mà Hải mặc đồ đàn bà xong rồi giả gái xong rồi đi catwalk để mà kiếm tiền. Hải không làm thế. Hải không đi vào quán để người ta để ăn rồi bĩu môi ra để chê. Hải không dùng một lúc cả tỷ thứ lên trên người rồi đi nói. Hải cũng không bán đồ dởm. Hải cũng không bán túi xách phách rồi lên để chửi người này chửi người kia. Hải không làm thế. Cho nên đừng ai hỏi những cái câu hỏi nó như thế này với Hải. Đây là quý vị rút kinh nghiệm, Hải không buôn bán gì hết. Nếu Hải buôn bán ấy thì quý vị sẽ nhìn Hải bằng con mắt khinh rẻ ngay lập tức. Quý vị sẽ nghĩ tất cả mọi động cơ của Hải từ trước đến giờ nói ra chỉ để mục vụ kiếm tiền. Không có chuyện đấy. Hải tuyên bố từ bây giờ lúc chết nhá, không có chuyện Hải chèn link bán cái gì nhá, không có chuyện Hải giới thiệu bán cái gì nhá. Không có chuyện đó. Không có nhu cầu tìm fan hâm mộ nữa. Cho nên đừng ai à ơi Hải. Không không giải quyết vấn đề gì đâu, không phải giải quyết vấn đề gì đâu. Tất cả mọi kiến thức nó nằm ở trong những cuốn sách. Muốn thực hành giáo pháp, muốn học tập giáo pháp một cách nghiêm túc, nó nằm ở trong những cuốn sách đó. Ngoài ra tất cả những lời nói suông, tất cả những thứ chuyện phiếm bên ngoài chẳng giúp ích gì, chỉ mất thời gian mà thôi. Còn những cái clip này, Hải trả lời những người yêu mến Hải, trả lời những người đã đặt niềm tin vào Hải, đặt niềm tin vào nhân phẩm cũng như trí tuệ của Hải. Đây như là những video để tri ân mọi người vậy thôi. Ngoài ra nó không có mục đích nào khác. Và chắc là Hải cũng đã nói nhiều rồi và Hải cũng đã trả lời đến câu hỏi thứ cuối cùng. Cho nên là Hải xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Hải. Cảm ơn quý vị đôi khi đã phải hứng chịu những lời chướng tai bởi Hải, sự khó chịu được toát ra bởi Hải. Hải xin quý vị lượng thứ cho điều đó. Và xin chúc quý vị một ngày an lành cũng như sống trong ánh sáng giáo pháp từ bi của Đức Phật. Và hẹn quý vị trong những video kế tiếp. Hải xin kính chào quý vị.